Bụt Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thà Thà Ba Pháp. Dạ, con xin sám hối. Con xin đại ạ. Nam Mô Bụt Thà Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thà Thà Ma trên Bao Thoát. Trên mạng internet qua Bao Thoát, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ theo giờ mùa hè, giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Madrid từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con tu nữ Pháp thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 4 năm 2022 Phật lịch 2565. Bài học hôm nay tương ương bộ Samyutta Nikaya bài 1 Kinh Phạm Thiên Cầu Thịnh Ramaya Chana Suttang chương 6 tương ương Phạm Thiên phẩm thứ nhất được Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình. Và đạo tràng chúng ta sẽ được Thượng tọa Pháp Tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật tiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành tha sanh. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, cảm ơn cô Hoa Nguyệt cho đạo tràng, cho Như Pháp biết được tín hiệu. Bài học hôm nay tương ương bộ Samyutta Nikaya bài 1 Kinh Phạm Thiên Cầu Thịnh Ramaya Chana Suttang chương 6 tương ương Phạm Thiên phẩm thứ nhất. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay và con kính dâng mít đến Ngài. Anh Bồ Tát Thầy, kính đại lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Xin chào tất cả quý tu nữ Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua cái trường mới trường tương ưng phẩm thiên. Và cái bài kinh đầu tiên là cái bài kinh
con xin cầu thỉnh. Ở đây trong 30 tục lệ của chư Phật, trong đó có điều mà chúng ta phải biết là khi Bồ Tát từ trên cung trời đổ xuất, giáng trần đi tu hành đức đạo độ chúng sinh, cũng hay do Phật chư thiên tỉnh cầu. Và khi mà Đức Bồ Tát thành đạo cho đến ngày thành đạo thành quả vị chánh đẳng chánh giác, thì khi mà khởi sự hoằng pháp độ sinh cũng do đại diện chúng sanh thỉnh cầu. Cho đến lúc niết bàn của một vị chánh đẳng chánh giác thì cũng phải do của ác ma. Thì như vậy có những tục lệ của chư Phật mà chúng ta biết như bài học ngày hôm nay, Phạm Thiên Sahampati đã thay mặt chúng sinh trong tam giới để thỉnh cầu Đức Thế Tôn thuyết pháp độ đời. Thật đầu thì Đức Phật sau khi giác ngộ, Ngài đã suy nghĩ đến pháp mà Ngài đã chứng đắc, pháp đã thâm sâu, tế nhị, khó hiểu, và chúng sinh thì bị bụi trần trong mắt nhiều, tức là bị phiền não, nên không dễ dàng lãnh hội chánh pháp. Nên Ngài khởi tư tưởng là Ngài không có muốn đi hoằng pháp. Ngay lúc đó thì Phạm Thiên Sampati với tâm của mình hiểu được tâm của Đức Thế Tôn, bèn xuống thỉnh cầu Ngài đi thuyết pháp. Sau khi xác thấy nhân duyên đầy đủ thì Đức Thế Tôn đã nhận lời. Thì đó là câu chuyện về Phạm Thiên Sampati, người đã thỉnh cầu Đức Phật. Bây giờ đó thì ở trong các cái xứ Phật giáo, người ta hay đúc một là một cái tượng Phạm Thiên và người ta thờ. Thực ra thì không phải là thờ, không phải là Phật giáo đa thần, nhưng mà tại vì người Phật tử nhớ đến cái việc mà Phạm Thiên Sampati để thỉnh Đức Phật thuyết pháp, cho nên giờ đây mình mới có giáo pháp để mình học hành. Nên cái sự tri ân đó
Rồi Phật tử bày tỏ cái niềm tri ân đó bằng cách là ở thờ Phạm Thiên. Các vị trưởng lão đã giải thích như vậy. Bây giờ thì chúng ta hãy lắng nghe bài chánh kinh. Sau đó đã thấy thượng tọa giảng sư vào rung rồi, thì chúng ta sẽ cung thỉnh thượng tọa giảng sư. Hôm nay thượng tọa Hợp Đăng là giảng sư trong ngày thứ tư, sẽ giảng giải ý nghĩa bài học này. Bây giờ thì xin mời cô tu nữ Dư Pháp đọc cho chánh kinh. Nam mô Phật Thầy. Dạ, sa thú thành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Hòa thượng Từ Tuy Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Dạ, con xin được đọc bài. Bài 1: Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh Ramaya Chanasuttan. Chương 6: Tương ưng Phạm Thiên. Phạm thứ nhất. Bài kinh này ghi lại một sự kiện quan trọng đối với nhân loại, đối với tất cả chúng sanh. Khi đấng giác ngộ chính thức xác định khởi sự công cuộc hoằng hóa độ sanh, ngay sau khi thành đạo, có những thời khắc mà Đức Phật với vô biên trí quán chiếu sự thẩm thâm vi diệu đối với Pháp ngài giác ngộ. Chỉ riêng sự tương phản giữa ái chấp trầm nịch và ly tham tịch tịch niết bàn quả thật không dễ dàng để thuyết phục chúng sanh đi ngược và ngược dòng. Trong phút chốc ngắn ngủi, Đức Thiện Thệ hướng tâm đến an tịnh không thuyết pháp. Do đại sự nhân duyên, Phạm Thiên Sa Hâm Bất Tý đã xuất hiện thỉnh cầu Phật hoằng hóa độ sanh. Ngay sau đó, Đức Thế Tôn dùng Phật nhãn quan sát chúng sanh trong đời. Điểm đầu tiên ngài nhận thấy có khác biệt. Có kẻ nặng lòng rằng cũng có người tâm cao khiết, có chúng sanh huệ căn thấp, cũng có chúng sanh người thông tuệ, cũng có người thông tuệ, có chúng sanh ý thức được phần nào hệ lụy của kiếp trầm luân sanh tử. Trong nhận định, Đức Phật cũng có hình ảnh tỷ giáo như hoa sen trong nước, có mầm còn trong bùn, có cây đã mọc trong nước, cũng có những cành sen vươn khỏi mặt hồ. Ngài nhận thấy khả tính giác ngộ của chúng sanh và tuyên bố cửa bất tử được rộng mở. Đó là thông điệp của hy vọng, cũng là lời hứa khả của Đấng Từ Tôn. Kinh văn. Tôi được nghe như vậy. Thuở ấy, Đức Thế Tôn trú tại Uruvela, cạnh bờ sông Nerañchara, dưới gốc cây đa của những người chăn dê, không lâu sau khi thành đạo. Bây giờ, trong lúc độc cư tịch mặc, ý nghĩa sau đây khởi lên nơi Đức Thế Tôn. Pháp này do ta liễu ngộ thật thẳm sâu, khó thấy, khó hiểu, an tịnh, cao cả, vượt ngoài hí luận, tế nhị, chỉ có thể lãnh hội bởi những người trí. Chúng sanh đa phần ưa thích vướng mắc, vui trong vướng mắc, đam mê trong vướng mắc. Rất khó để chúng sanh hiểu được duyên khởi trong định lý y tương sinh. Thật không dễ dàng để lãnh hội sự đình chỉ các hành, từ bỏ tất cả sở y, đoạn tận ái chấp, ni tham, tịch tịnh, niết bàn. Nếu ta giảng giải chân pháp mà không có người lãnh hội thì thật là vất vả phiền lụy cho ta. Rồi thi tứ sau đây vẫn chưa từng có trước kia được Đức Thế Tôn nói lên, quá đủ để cố gắng tuyên thuyết điều ta đã chứng ngộ với bao công khó. Pháp này không dễ dàng để lãnh hội cho những người bị tham sân chi phối. Đối với người nung nấu trong ái và bao phủ bởi vô minh,
sẽ không bao giờ hiểu được pháp thâm thúy này. Cao sâu, khó thấy, tế nhị, đi ngược dòng đời. Từ ý nghĩ như vậy, Đức Thế Tôn hướng về an tịnh, không muốn thuyết giảng. Rồi Phạm Thiên Sa Hâm Bát Tý với tâm mình biết được tâm của Đức Thế Tôn khởi lên suy tư: ôi thế giới sẽ mất mát, ôi thế giới sẽ hoại vong, nếu tâm của Đức Như Lai, bậc ứng cúng, đấng chánh đẳng giác, chánh đẳng chánh giác hướng về an tịnh, không thuyết giảng chánh pháp. Rồi Phạm Thiên Sa Hâm Bát Tý nhanh như người luyện tập thể hình, co duỗi cánh tay, biến mất ở cõi Phạm Thiên, hiện ra trước Đức Thế Tôn. Vị ấy đắp thường y một bên vai, quỳ chân phải, chắp tay cung kính hướng về Đức Thế Tôn, bạch rằng: bạch Thế Tôn, xin hãy thuyết pháp. Bạch Thiền Thệ, xin hãy thuyết pháp. Có những chúng sanh với ít bụi trần trong mắt sẽ xa đọa nếu không được nghe chánh pháp. Sẽ có những chúng sanh lãnh hội được diệu pháp. Phạm Thiên Sa Hâm Bát Tý bạch như vậy rồi nói lên kệ ngôn: xưa người mạt ganh thá, ế nhiễm sanh tà đạo, xin mở cửa bất tử, chúng sanh được nghe pháp thuyết bởi đấng vô nhiễm. Như đứng trên đỉnh cao, nhìn quần sanh dưới đất, bậc đại trí pháp nhãn leo lầu cao chánh pháp, tự tại nhìn quần mê còn chìm trong đau khổ, bị sanh già bức bách, đứng lên bậc đại hùng, bậc dẫn đạo bất bại, chẳng vương nợ trần ai, xin du hóa cõi trời, Thế Tôn giảng chánh pháp, ắt có người lãnh hội. Đức Thế Tôn nhận biết lời thỉnh cầu của Phạm Thiên, ngài dùng Phật nhãn quan sát thế gian với tâm bi mẫn. Với tầm nhìn, ngài thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi trần, có hạng phủ đầy bụi trần, có hạng lợi tăng, có hạng lợi căn, có hạng độn căn, có hạng tầm thường, có hạng cao thượng, có hạng nan giáo, có hạng dễ thuần hóa. Một số ít thấy được hệ lụy của sanh tử, giống như hồ sen nhiều màu, với sen xanh, sen đỏ, sen trắng. Có những mầm sen còn trong bùn, có những cây sen đã lớn trong nước, có những sen đã trồi lên khỏi mặt nước không bị thấm ướt. Cũng vậy, chúng sanh trong đời có hạng ít nhiễm bụi trần, có hạng phủ đầy bụi trần, có hạng phủ đầy bụi bẩn, có hạng lợi căn, có hạng động căn, có hạng tầm thường, có hạng cao thượng, có hạng nan giáo, có hạng dễ thuần hóa. Một số ít thấy được hệ lụy của sanh tử. Sau khi quan sát như vậy, ngài đã trả lời cho Phạm Thiên Sa Hâm Bát Tý với kệ ngôn: thấy vậy, ngài trả lời cho Phạm Thiên Sa Tý với bài kệ: cửa bất tử rộng mở cho những ai có tai muốn nghe và tin tưởng. Trước nghĩ về khó khăn, ta định không thuyết pháp thâm sâu và tế nhị. Với vườn xanh trong đời, đúng thế Phạm, đúng là thế Phạm Thiên. Rồi Phạm Thiên Sa Hâm Bát Tý biết được lời thỉnh cầu hoằng pháp của ta đã được Đức Thế Tôn chấp nhận, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên phải hướng về ngài và biến mất. Tích văn: Bút Hắc Giác Khúc Phật Nhãn ở đây đặc biệt chỉ cho khả năng nhận diện căn cơ của chúng sanh. Đức Phật được xem là bậc có năm mắt, bốn mắt khác là tuệ nhãn, sa nan tác chất khú pháp nhãn, tham mát chất khú thiên nhãn, đích bát chất khú và dục nhãn, măng sắc chất khú, ba la ba ra lô cao quát cha phai giác đáp xa ni ba ra lô cao quát cha phai đáp xa quy nô
thấy được sự sợ hãi và kiên quyết trong thế giới khác, có nghĩa là ý thức được hệ lụy của sự tái sanh. Kata Vaka Sơ Khô Kata Vaka Sơ Khum Hí Pháquata Thầm Má Đề Sanna Giá. Ta đã tạo được duyên sự thỉnh Phật thuyết pháp, được hiểu là Phạm Thiên biết Đức Phật nhận lời hoằng hóa đậu sinh. Tích nghĩa: theo luật tạng, sự kiện này xảy ra sau 7 tuần lễ kể từ khi Đức Thế Tôn thành đạo. Theo sớ giải thì có những thông lệ mà tất cả chư Phật toàn giác đều giống nhau, như khi đã chuyển pháp luân niết bàn đều có lời cầu thỉnh, vì đó là những đại sự nhân duyên. Thỉnh Phật chuyển pháp luân cũng xem là hạnh nguyện lớn trong văn hóa Phật giáo Đại Thừa. Sự tương phản lớn giữa mê chấp, nịch ái và ly tham niết bàn chính là điều khiến Đức Thế Tôn tự vấn có nên thuyết pháp, bởi đi ngược lại khuynh hướng cố hữu của chúng sanh. Bản dịch của Hòa Thượng Giác Đẳng và biên soạn giáo trình: chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, và con kính dâng bích đức sư. Alo. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con pháp đăng kính đảnh lễ Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Hòa Thượng Giác Giới, Giác Tề Siêu, Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Tề Tri, Đức Đức cùng với Sư Niên Thông. Kính chào quý bà cô trụ nữ, chào quý Phật tử. Thì chúng ta biết rằng trong cái phẩm kinh đó, thì chúng ta biết rằng phẩm thiên cầu thỉnh, thì cái chương này thì tương ứng với phạm thiên. Thì chúng ta biết rằng đối với các cõi, các cái cảnh giới, thì chúng ta biết 11 cõi dục, mà còn trở lại là những cõi sắc. Mà thường thì chúng ta biết rằng phạm thiên sơ thiền ba cõi, như là phạm chúng thiên, phạm phụng và đại phạm thiên, phạm thiên nhị thiền như thiểu tình thiên, vô lượng tình thiên, biến định thiên, phạm thiên tam thiền như là quan âm thiên, thiểu tình thiên, vô lượng tình thiên, biến định. Hay là những vị phạm thiên tứ thiền như là cõi vô tưởng, cõi quảng quả, cõi vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc của cảnh thiên. Nhìn chung vào thì chúng ta biết rằng trong cái thế giới tam thiên đại thiên thế giới này đó, thì có rất là nhiều những cái chúng sanh, và những chúng sanh đó có thai sanh cũng có, thấp sanh cũng có, quá sanh cũng có, noãn sanh cũng có. Nhìn chung đại cao thượng, và Ngài đã cái công trình tu tập của Ngài đã từng vô lượng kiếp, cho đến khi mà thành tựu cái sự chín mùi, hay là chúng ta thập độ ba la mật. Và cái sự thành tựu đó, cái kiếp cuối cùng của Ngài đó, Ngài trở thành bậc đại giác. Thiên nhân đấng nhãn, và Ngài đã vì cái bi mẫn để thương tưởng chúng sanh, và Ngài đã hành trì cái hạnh ba la mật, và bây giờ Ngài thành tựu Phật quả để tế độ chúng sanh. Tuy rằng chúng ta biết như vậy, nhưng mà khi Đức Phật Ngài đã chứng được vô biên trí đó, thì Ngài thấy được cái pháp mà Ngài chứng quả thật là thậm tâm. Nên thường thường quý vị thấy rằng cái sự thậm thâm vi diệu pháp đó, có nghĩa là cái pháp vi diệu, và Ngài đã giác ngộ, và Ngài thấy nó tương nghịch với cái khuynh hướng của chúng sanh. Thường thường chúng ta biết rằng chúng sanh thì là do cái tập đế, mà thường thường chúng ta học tứ đế, chúng ta biết là tập đế là lòng tham, lòng tham đưa đến các cái sanh hữu. Và đạo Phật hay là cái đạo đế đó,
thì diệt trừ tham. Tham. Nên cái khi chúng ta thấy như là hai cái mặt, nếu mà chúng ta so sánh về thiện và bất thiện đó, thì cái tham và bất thiện còn thiện tham. Như vậy thì khi mà Đức Thế Tôn là bậc đại bi đại trí, đại hùng đại lực mà thật sự đó, thì chúng ta thấy rằng ngài với cái Phật lực, với cái sự tu tập đó, để thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác đó, thì ngài có mình gọi là rất là đặc biệt về nhiều phương diện, có nghĩa là thuộc về phương diện mà thần lực, về cái phương diện tuệ đạt và cái phương diện đại bi. Cái phương một cái người quy y Phật nói về quy y bi đức, trí đức và tịnh đức. Cái bi đức, trí đức, cái bi đức là cái lòng đại bi của, mà ngài cũng là một chúng sanh và ngài cũng thấy được chư Phật và ngài cũng tu tập theo cái hạnh của chư Phật cho đến một cái thời kỳ mà chúng ta thấy rất lâu dài. Nhiều khi mình thấy trong Tây Du Ký nói rằng Tần Quyền Trang tu 99 kiếp như vậy, hay là nói về một cái vị giác ngộ tu, nhưng mà thật sự là chúng ta biết rằng cái sự tu tập của một vị chánh đẳng chánh giác đó, tu cái hạnh trí tuệ như là bậc đạo sư đó cũng rất là lâu. Bảy a tăng kỳ phát nguyện trong tâm, chín a tăng kỳ phát nguyện ra lời, và bốn a tăng kỳ được thọ ký. Và một a tăng kỳ như vậy thì chúng ta hiểu rằng một con số 1 với 140 con số 0 như vậy, quả thật một cái thời gian tu. Và ngài tu như vậy, ngài hành trì tất cả những cái thiện pháp, những cái thiện pháp đó ngài hành từng tí từng tí từng tí, và ngài đã hành trì như vậy để rồi rõ thông từng phần cái pháp mà chúng ta thấy. Nên khi mà ngài thành tựu Phật tuệ rồi đó, thì cái túc mạng minh, túc mạng ký minh đó, ngài nhớ lên vô lượng kiếp, và ngài nhớ là những kiếp đó ngài ở trong cái đời sống này, và ngài tu cái hạnh nhiều khi là chân thật, nhiều khi là hạnh từ tâm, nhiều khi là hạnh bố thí, nhiều khi hạnh là trì giới. Ngài kể là những cái câu chuyện tiền thân của ngài trong bổn sanh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái bậc tu tập đó, mà thường thì chúng ta hay thấy khi một Đức Phật á, chánh đẳng chánh giác á, ngài thọ ký cho một vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác á, thì chư thiên phạm thiên thường hay tán tụng và nói lên một cái điểm. Nếu mà ngay cái thời kỳ của Đức Phật đi băng cá lá đó, mình không có giác ngộ đó, thì mình sẽ gặp lại Đức Phật Gonagamana, hoặc là Đức Phật Kassapa, hay Đức Phật Gotama. Có nghĩa là mỗi vị chánh đẳng chánh giác đó, thì có những vị Bồ Tát chánh đẳng giác tu tập. Và khi mà được một bậc chánh đẳng chánh giác tuyên bố vị này là Bồ Tát chánh đẳng giác đó, thì chư thiên phạm thiên sẽ rất là hoan hỷ. Và thường như vậy nên chúng ta thấy rằng một cái vị tu tập đó, từ phát nguyện trong tâm, rồi phát nguyện ra lời, rồi được thọ ký một cái thời gian, trở thành một cái vị Bồ Tát bất định, nhất định đó, để thành Phật quả, chứ không phải là còn trong thời gian bất định, có nghĩa là không có xác định rõ ràng, mà gọi là thời gian xác định, là xác định sẽ thành Phật, không có còn cái chạy nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái sự tu tập mà mỗi kiếp như vậy đó, để ngày tầm cầu tìm kiếm cái phương pháp hành trì để đoạn khổ, diệt khổ và dứt trừ những cái tham ái, từ những cái cách hành trì mà Đức Phật ngày dạy. Ví dụ chúng ta thấy ngày kể lại những kiếp mà khi mà có một cọng tóc bạc xuất hiện trên đầu để rồi đi tu, đó cũng là một cái câu chuyện luân hồi của ngài, để cho chúng ta đánh giá lại đó, cái nhiều khi thấy chúng ta cũng chưa có tập được. Đó là một cái cách mà kể liệt như thấy rằng chúng ta không có sự hạt giống xuống dưới đất, chúng ta lực trong kinh ưng mà tăng trưởng. Khi Đức Phật ngài nói rằng một người đất sạch sẽ rồi dội dàng
gieo các hạt giống, dội dạt nước vào nước ra cho thời gian đó thì để chín. Dù người đó không có thần lực kêu lúa chín, nhưng mà với cái thời gian đó, làm đúng như vậy thì lúa nó cũng chín. Đây là một cái điều mà Đức Phật này nói đó, nhưng với lại chúng ta hãy có cái tâm tu tập như vậy thì chúng ta mới có cái khái niệm là dứt trừ tham ái. Những cái khái niệm đó đó nó rất là ít ỏi, mà mình gọi là một cái thiện tâm đó, nhưng mà thật sự nó cũng cực kỳ khó khăn quý vị. Nó nhiều khi mình cứ nhìn vào đời vậy đó, những quán bar vũ trường tiệm karaoke đó đông, rất là đông người, nhưng mà chùa chiền thì chúng ta thấy rất là ít người, rất là ít người họ đi tới chùa chiền. Như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng chúng sanh ở trong cái dòng đời đó, họ mắt thì họ ưa thấy những cảnh sắc hào nhoáng, nên chúng ta thấy rằng những người đó họ dùng những cái ánh sáng để trang trí thu hút người. Bởi vì có nhiều người họ thích những cái màu sắc sắc sỡ, họ có những cái ánh sáng đó mà họ ưa thích như vậy. Nên thường thường chúng ta thấy rằng ở đời chúng sanh họ tìm kiếm và cái chỗ mà thu hút đó là gì? Đó là những cái cảnh, những cảnh khả ái để thu hút lòng tham của họ. Chính vì điểm đó nên còn đạo Phật là dạy chúng ta đó, thấy được cái lòng tham là cái nguy hại. Chỉ khi nào chúng ta thấy được lòng tham, cũng như là Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú vậy đó, cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời. Cho đến lúc nào đó mình thấy được tham nó làm hại mình và người, cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm người đời. Thấy tham. Nếu mà chúng ta hiểu Đức Phật ngày dạy đó, thì có được nghe pháp đó, chúng ta mới thấy được cái nguy. Chúng ta đam mê nhiều đau khổ nhiều, đam mê nhiều đau khổ nhiều, và chúng ta thấy khi mà Đức Thế Tôn ngài giác ngộ ngài thấy rằng cái sự đoạn tận ái quả thật là cực kỳ khó khăn, và thuyết pháp đó, đến chúng sanh đó, cũng không phải là dễ đâu quý vị. Nên nhiều khi quý vị thấy trong cái ân Đức Phật đó, có những cái pháp mà chúng sanh không thích nghe, nhưng mà ngài lại thường có cách để mà thuyết hóa. Nên thường thường quý vị hay nghe Đức Phật thuyết về ngũ tầng tự tháp, ngũ tầng tự pháp đó, như là nói về bố thí, nói về trì giới, nói về bố thí để thấy được cái thiện nghiệp, cái phúc hành, để cho mình trong những cái cảnh giới mà mình xả bỏ được cái lòng tham. Nói về bố thí, nói về trì giới, rồi nói về xuất gia, nói về cõi trời, nói về ngũ dục. Bởi vậy khi mà chúng ta thấy rằng những cái lời dạy của Đức Phật đó, nói về chúng sanh đó, tạo những cái thiện nghiệp, những cái thiện nghiệp đó nó là cái chất liệu trong cái đời sống, và nó cũng là cái chất liệu lôi kéo cột trói chúng sanh. Bởi thường thường chúng ta thấy rằng người ta có của cải, có vợ đẹp, con xinh, có nhà cao cửa rộng, có đất đai, điền thổ, thì họ bị bận biểu vấn đề đó. Và cái điều đó nó cũng là cho họ cái vị ngọt. Vị ngọt là gì? Họ có của cải tài sản, họ có cao sang uy quyền thế lực này cái nọ. Từ những cái vị ngọt đó, họ có như vậy nên họ cũng bị đam mê. Và cái sự đam mê ít nhiều đó, nó là đi trái ngược với cái con đường giác ngộ giải thoát. Cần phải buông bỏ giống như một người lữ hành. Muốn đi thì phải bỏ bớt để đi cho nhẹ. Còn nếu mà muốn đi mà mang nhiều đó thì rất là chậm chạp, mà đi rất là gian nan khó khăn. Điều này cho chúng ta hiểu rằng cái tâm chúng ta tiếng đồng hồ lòng tham, thì lòng tham một tiếng đồng hồ đó đã giết thời gian trong một tiếng đồng hồ đó. Nhưng mà chúng ta thường thấy mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm, suy nghĩ. Và những cái thấy nghe đó, đa số chúng ta đi tầm cầu. Mắt thì nhìn thấy những cảnh gì khả ái, khả hỷ. Tai thì nghe những cái âm thanh hỷ lạc, những cái âm thanh gọi là như là những cái bài nhạc ru hồn vậy.
rồi mũi ngửi những cái mùi thơm quyến rũ, rồi miệng thích ăn những cái vật thực. Nên chúng ta thấy rằng một con người đó họ bỏ cái thời gian ra ăn uống ngủ nghỉ, rồi nấu nướng, tắm rửa giặt giũ đó, trao chúa cái thân hình của mình một ngày như vậy rất là nhiều thời gian. Rồi với thời gian mà nếu một cái người mà có cái thời gian đi tìm của cả thì quả thật là hết ở trong ngày gian đó. Với những cái khổ đau mà mình nói rằng cái quả đó mình phải có phải nuôi thân, thân phải áo quần có thân, phải thuốc men có tiền đó, những cái quạt trong cái sinh hoạt như thế nào tắm rửa như thế nào, chính vì đó đó lại là giả. Có khi nào cái sự khổ đó đó thì chúng ta mới cố gắng để hành trì tu tập một ngày hoặc là hai ngày, ba ngày, bốn ngày, tu tập một giờ, hai giờ, ba giờ, bốn giờ, mình có tu tập như vậy đó thì mình mới có được cái tuệ giác, có được cái mầm móng của cái cây thiện nghiệp. Còn nếu mà chúng sanh đó, mà cứ mãi trong cái sự khổ đau đó, không có có một chút nào khái niệm về cái con đường hành trì, cái sự thoát ly đau khổ, sự thoát ly của trói chặt, mà mình biết rằng cái vật mà thường gian số vấn đề đó. Như vậy thì Đức Phật ngài đã giác ngộ và ngài đã thấy được cái con đường giác ngộ của ngài trái ngược với cái khuynh hướng của chúng sanh. Bởi thường thường chúng ta thấy rằng cái chúng sanh nó có cái khuynh hướng của tầm thà, của tham, của sân, của si, của tính tầm giác. Có những chúng sanh đó khi mà được nghe pháp rồi thì họ khởi được lòng tin, khởi được cái sự tinh tấn nỗ lực, có cái trí tuệ siêng muốn tầm cầu cái giải thoát. Nếu thật sự ra đó thì khi mà Đức Phật ngài quán chúng sanh giống như những cái cây sen ở trong nước, có những cây sen đó nó còn ở trong bùn, nghĩa là những cái nụ sen đó nó còn ở trong cái bùn, hoặc là nó vừa ra khỏi bùn, hoặc nó vừa ở trong nước, hoặc là nhiều khi nó vươn ra khỏi nước, hoặc là nó đã nở bông mà. Thì cũng như vậy cái căn cơ trình độ của chúng sanh đó, vì chúng ta biết chúng sanh có nhiều cái cảnh giới, chúng sanh có nhiều cái khuynh hướng, chúng sanh đó, nhiều khi chúng ta cũng thấy rằng những chúng sanh mà từ cõi phạm thiên đó, họ sẽ nhẹ nhàng hơn những chúng sanh ở dục. Và chúng sanh trong cõi dục đó, thì cõi cao đó, nhẹ nhàng hơn cõi thấp. Nên thường chúng ta thấy những loại súc sanh đó, cái lòng dục này. Chúng sanh đó, chúng ta học công chúng sanh đó là gọi là vô phần, không có những thiền định đạo quả thần thông thắng trí. Những chúng sanh đó nói chung là những chúng sanh trong các cái cảnh giới địa ngục ngạ quỷ, thì cái này đó cứ vì tham sân si đó trôi lăn trong các khổ cảnh, và từ khổ cảnh đó mà được sanh lên làm người cũng cực kỳ khó khăn. Như là trong kinh mà chúng ta nghe đó, ít ỏi thai một số người khi chết họ được sanh làm người, và thật là nhiều thai á, số người khi chết từ đó, họ sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh và a-tu-la, số rất nhiều hơn. Thì chúng ta nghe Đức Phật này nói như vậy với cái Phật tuệ, chứ không phải là Đức Phật chúng ta cứ thấy khuynh hướng của mình á, sáng ra mở mắt thì thích coi cái gì đó, rồi thích nghe về, thích ăn uống, rồi thích hưởng thụ điều mà do lòng tham nó thúc đẩy ý mình thiện tâm cái gì. Chúng ta nghĩ rằng một ngày chúng ta tạo được một chút xíu nào thiện nghiệp, chúng ta có một chút xíu là thiện tâm. Nếu mà chúng ta nghĩ thiện tâm như Đức Phật nói rằng bố thí, thì giới, tu thiền, tính pháp, thiết pháp, cung kính, phục vụ, hồi hướng phước, tùy hỷ phước, cải chánh kiến, những cái việc thiện ở trong cái tâm thiện, dục giới hợp trí để tạo những cái việc thiện này, thì chúng ta suy xét cái việc chúng ta tu tập đó cực kỳ ít, và cái
cái việc mà chúng ta ăn uống hưởng thụ bằng cái tâm tham thì rất là nhiều. Nên một người mà khi mà một người thật sự tu thiền quán đó quý vị, từ ngồi ỉa đái ăn uống đó, họ phải chánh niệm tỉnh giác hết. Để họ được cái lòng nên thường thường chúng ta thấy chúng ta nằm không phải là bị nằm nó cảm sanh cái khổ thọ hai độ học phật xét điều khiển cái biểu trí quyết định nó điều khiển đến cái tấm lên đó thấy mình bây giờ mình muốn ăn á, mình đang ngồi mình muốn ăn cái gì á, mình đứng dậy mình đi đi tới đó mình lấy đồ ra mình ăn thì coi như vậy mình ăn bằng cái tâm tham, hay là mình muốn uống cái gì đó mình đứng dậy mình đi tới đó mình uống cái điều đó chúng ta sẽ uống bằng tâm tham mình bực bội đi ngồi thẳng đây đứng dậy tỉnh đứng dậy. Như vậy mình có tác ý đứng dậy như vậy đó là chúng ta đứng được dậy bằng cái thiện tâm, đứng dậy bằng cái tâm thiện điều khiển cái thân biểu tri của chúng ta đứng dậy. Còn nếu không á, thì chúng ta thấy đa số đó mình đứng dậy bằng tham sân, mình bị thúc đẩy. Ví dụ bây giờ người ta đang coi phim, ta mở TV mình nghe cái cảnh thinh, mình nhớ lại cái bộ phim người ta đang coi thì mình đứng dậy để mình đi tới đó mình coi. Như vậy mình đứng dậy bằng cái tâm tham để mình tới đó mình thưởng thức đối với mắt, đối với tai, đối với tâm của mình. Chỉ có khi nào mình chánh niệm tỉnh giác, mình chánh niệm tỉnh giác như vậy, mình nghĩ bây giờ mình nên đi hay không nên đi, nên nghe hay không nên nghe, nên coi hay không nên coi. Nếu mình suy xét đó, mình có cái trí tuệ như vậy, mình sẽ thấy được những chuyện đó là những chuyện nó sẽ tiêu tốn thời gian của mình. Khi mình chưa làm được việc thiện, bây giờ mình có thể làm việc thiện. Chứ còn nhiều khi chúng ta thấy rằng một cái người tu tập thiền đó, họ luôn chánh niệm tỉnh giác như vậy để coi cái thiện tâm hay là cái bất thiện tâm. Nếu mà chúng ta thấy cũng giống như vị tỳ khu đi khất thực vậy đó, vị này khi mà người ta đưa đồ đặt bát đó, thì ngài đưa ra nhưng mà ngài thấy đưa bằng cái tâm tham nên ngài rút lại và ngài chánh niệm tỉnh giác đưa ra, có chánh niệm tỉnh giác kiểm soát. Như vậy thì chúng ta thấy cũng đưa ra bởi vì cái thân biểu tri mà đi đứng nằm ngồi đại quan nghi tiểu quan nghi thì cái thân chúng ta điều động như thế nào đó. Nhưng mà chúng ta thường sống bằng cái phiền não tâm tham sân si, vì chúng ta không biết là si, chúng ta thích là tham, chúng ta không thích chống đối lại khó chịu giải quyết cái quan nghi đứng ngồi đó bằng cái quan nghi đứng lên, hoặc là đang đứng bằng cái quan nghi đi, nhưng mà mình không có chánh niệm tỉnh giác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái lời dạy của Đức Phật để thấy được chúng sanh có cái tuệ căn là chúng sanh đó khi nghe Đức Phật thuyết giảng cái pháp để diệt trừ tha mái, thì những cái người đó nghe như vậy đó thì họ mới trở thành vị mà tùy tính hành, tùy pháp hành, thân chứng hay kiến trí đó. Thì những cái vị đó nghĩa là có những cái chủng tử, có những cái thiện tâm, có những cái thiện căn, có những cái thiện ba la mật, vì đó nghe và vì đó bây giờ muốn hành trì để chứng ngộ được niết bàn, chứng ngộ được đạo quả, giải thoát cái sự sanh tử luân hồi, cái sự lặp đi lặp lại. Chúng ta thấy không, mỗi ngày chúng ta ăn rồi tắm rửa ngủ nghỉ, mỗi ngày chúng ta vẫn làm như vậy và làm từ kiếp này đến kiếp khác, từ kiếp khác đến kiếp khác. 80 năm, 100 năm kiếp sống loài người, 80 năm, 100 năm sau mình cũng vẫn làm cái chuyện như vậy. Dù mình sanh trong loài nào, loài súc sanh thì cũng đi bơi vào, đi tìm con này con kia để ăn, ăn rồi cũng tìm chỗ tắm rửa, rồi tìm chỗ ngủ nghỉ thôi. Từ cái kiếp súc sanh cho đến kiếp làm người, kiếp sanh làm chư thiên cũng tìm cầu khi mà đói muốn ăn, khát muốn uống, muốn ngủ nghỉ, muốn tắm rửa giặt giũ, muốn thay đổi những cái quan nghi, cứ kiếp nào cũng như vậy. Như vậy thì Đức Phật ngài thấy được chúng sanh có cái tuệ và chúng sanh nó có cái căn cơ để hiểu biết được cái lời dạy của Đức Phật.
ví như là những cái hoa sen nó đã lên được mặt nước và nó sẽ tỏa ra cái hương. Chính vì như vậy đó, nên Đức Thế Tôn Ngài đã tuyên bố và Ngài đã khai cái pháp bất tử, có nghĩa là cái đạo lộ bất tử thuộc về đạo đế. Từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát, để cho những cái người có cái hiểu biết chánh kiến, nếu mà mình còn tiếp tục luân hồi để bổ túc những cái pháp tu, còn nếu mình đủ duyên thì chứng ngộ niết bàn. Chánh tư duy cũng vậy, nếu tư duy đúng đắn, có thiện có ác, có đời này có đời sau, có cha có mẹ, có những loài hóa sanh, có những chúng sanh trong khổ cảnh nhàn cảnh, có những chúng sanh nó có những cái pháp hành trì. Chính vì mình có suy nghĩ như vậy đó, cái tâm của mình sẽ hành trì theo cái pháp mà mình đã suy tầm suy tư đó. Như vậy thì cái chánh tư duy đó đủ duyên thì nó đưa đến đạo chi là giác ngộ, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tự đạo. Nhưng mà nếu mà chưa có đủ duyên đó, cũng là pháp ba la mật để hành trì trong tương lai, để thành cái quả giác ngộ trong tương lai. Đó là những cái chủng tử mà thường chúng tôi hay nói quý vị đó, mình làm thiện, mình tục sinh làm người tam nhân. Với cái tâm thiện đó cho ra cái quả thiện, rồi những cái sự hạnh phúc, hanh thông đó, nó giúp ích cho mình tạo những cái thiện nghiệp dễ dàng hơn. Rồi để mình tiếp tục hành trì những cái pháp mà do cái thiện nghiệp nó hỗ trợ cho mình. Chứ còn nếu mà mình là cái người nghèo khổ, đói khát, bệnh tật, quả thật là cực kỳ khó khăn để mình hành trì. Cực kỳ khó khăn. Tại vì mình bị bệnh hoạn hay là bị tai nạn hay là bị khủng hoảng hay là bị nghèo đói hay là bị ngu si đần độn đó, đó là những cái điều mà quả thật là bất hạnh. Nên bình thường Đức Phật này nói rằng những chúng sanh bất hạnh khi mà Đức Thế Tôn xuất hiện đó, mà họ sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sanh làm người biên địa, sanh vào gia đình có những người có tà kiến, có tri kiến điên đảo, thì những người này đó có Đức Phật xuất hiện nhưng mà họ không bao giờ đến gần Đức Phật. Họ trở thành những người chống đối Đức Phật, họ theo những cái tôn giáo dị giáo, những cái tôn giáo trái ngược với cái con đường giác ngộ giải thoát. Chúng ta thấy như vậy. Chính vì điểm đó, đó nên Đức Phật đó, Ngài quán thấy chúng sanh có duyên. Và Ngài đã từng nói đó quý vị, Ngài đã từng khẳng định đó, như Tôn giả Ananda nói rằng nửa cái phạm hạnh này do gần gũi bậc hiền thiện. Đức Phật Ngài nói Tôn giả Ananda đừng có nói như vậy. Toàn bộ cái phạm hạnh này do gần cái bậc hiền thiện. Nên chúng ta thấy một cái người mà muốn tu thật sự đó, họ muốn tu á, thì họ cũng phải gần cái người thiện. Vì gần người thiện đó, thấy người thiện hành trì đó, họ mới nỗ lực hành trì, họ mới thu thúc. Mà thường thường chúng ta hay nói là một cái người mà chúng ta tu tập với một người mà chuyên tu tập về tập pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh hay định hay xả, hay là niệm giác chi đó, chúng ta gần gũi những người đó, thì chúng ta chuyên tâm để tu tập những cái pháp đó. Vì những vị đó đó, họ dành nhiều cái thời gian trong ngày để hành trì cái pháp đó. Nên chúng ta gần gũi người đó, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để hành trì trong cái pháp đó. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta gặp những người mà họ bê tha, trụy lạc, những người mà họ có cái tư tưởng tà kiến đó, thì họ lại dùng cái thời gian đó bằng cách hưởng thụ, bằng cách làm những cái việc sằng bậy. Chúng ta thấy như vậy. Chính vì điểm đó, đó nên Đức Phật đó, khi mà Ngài thuyết pháp, Ngài thấy cái pháp của Ngài thật sự là thâm sâu, rất là khó thấy, khó hiểu, an tịnh cao cả, vượt ngoài cái lý luận. Lý luận có nghĩa là những cái tôn giáo đa số chúng ta thấy họ có những cái lý luận, theo những cái lý luận đó họ nói về những cái triết lý này kia đó. Nhưng mà thật sự ra Đức Phật đó, thì Ngài dạy cái sự thật về danh và sắc này, cái sự thật về cái khổ của sắc quẩn là cái thân này bị già bệnh chết, đói khát, bệnh tật, rồi bao nhiêu cái hệ lụy đổ lên cái thân này. Và chúng ta muốn duy trì cái thân này là chúng ta phải vượt qua bao nhiêu cái sự khó khăn. Chúng ta thấy hãy có thân như là sợ núi lửa, sóng thần, động đất, thiên tai, mưa đá, sấm sét, giông tố, rồi sợ nhiều cái hiểm họa khác nữa. Như là hạn hán, mất mùa, lũ lụt, thiên tai, thần động đất, những cái đó là những cái hiểm họa nó luôn tấn công cái thân này.
Nên chúng ta thấy rằng mỗi lần động đất sóng thần thì họ nói bao nhiêu người chết thì bao nhiêu người đã từ bỏ mạng sống này, vì họ họ không có vượt qua được. Thì cũng như vậy, chúng ta thấy rằng cái chúng sanh đó, họ bị khổ trong thân này, nhưng mà họ không hiểu được cái thân này, và họ bị khổ trong cái tâm này đó. Họ không biết được cái khổ trong cái tâm này, bởi vì cái tâm tham hay tâm sân nó tạo ra những cái quả ác nghiệp, và nó trở thành những cái thói quen khó từ bỏ, khó từ bỏ. Nên chúng ta thấy nhiều cái câu chuyện đó, mình thấy những cái vị mà tu tập đó, đã tu tập như vậy nhưng mà những cái thói quen cũng cực kỳ khó bỏ. Rồi những cái kiếp sống đó, mình sanh làm dạ xoa nhiều kiếp đó, thì tánh tình sẽ hung dữ, cái tánh tình của mình sẽ có nhiều điều mà nó gây ra cái trở ngại cho đời sống phàm mạng. Chính vì chúng sanh ái chấp và chúng sanh nó khó bỏ những cái thói quen, chúng ta khó bỏ những cái gì mà chúng ta thường dính mắc. Nên đừng thường quý vị thấy có nhiều lúc đó, tôn giả Kassapa quán xét được bầy kiến đó, bầy kiến chết kiếp này làm kiến, kiếp sau thì trăm kiếp cũng làm kiến, ngàn kiếp cũng là kiến. Tại sao như vậy? Cái sanh là kiến đó, nó không phải là do ai hết, do cái tham ái thôi, do cái chấp thủ thôi. Nên chúng ta thấy ái thủ đó, thì có hữu có sanh thôi. Ái là ưa thích, hệ có ái thì có thủ. Thủ là gìn giữ ôm ấp dục thủ đó, theo cái cách của con kiến. Rồi khi mà ái thủ hữu thì nó sẽ có sanh hữu trong tương lai, kiếp sau nhiều kiếp nữa vẫn sanh làm loài những loài kiến. Như vậy chúng ta thấy rằng một cái người mà muốn vươn lên, cũng như chúng ta làm người mà chúng ta muốn sanh về cõi trời, chúng ta thấy làm người nhiều cái hệ lụy, nhiều cái khổ đau. Nên chúng ta phải bố thí hoặc chúng ta phải trì giới để sanh lên cõi trời đó, có thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, thiên giới danh sân, thiên giới thọ mạng. Có nghĩa là có những cái điều đó do cái công đức mà nó có kết quả, chứ không phải là như là cõi nhân loại mình ăn uống nấu nướng rồi tắm rửa giặt giũ. Những cõi trời thì những hạnh phúc này nó có, và những cái đau khổ đó nó sẽ bớt đi. Nên thường thường quý vị thấy rằng Đức Phật lại thuyết giảng về cái phước để cho những cái điều kiện như là tục sinh làm người tam nhân để bổ túc ba la mật, để diệt trừ cái lòng tham. Đó là những cái căn bản, những cái căn bản. Như vậy thì khi một người muốn đoạn ái hay ly tham để chứng được niết bàn đó, thì chúng ta thấy rằng diệt đế là niết bàn đó. Vì diệt đế là cái thành quả mà một cái người đó thấy được cái sự sanh tử luân hồi là cái sự khổ đau, và muốn chấm dứt cái sanh tử luân hồi, muốn tập chấm dứt cái sanh tử luân hồi, những cái gì tạo thành những cái hệ lụy đau khổ trong mỗi kiếp trầm luân như vậy. Nên vị đó tu tập về đạo đế để chứng được diệt đế niết bàn. Và thường thường thì chúng ta thấy rằng đối với cái sự tịch tịnh mà Đức Phật ngày thuyết giảng đó, là mang lại cái sự an lạc từ cái chánh trí, chánh giải thoát. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn ngày đã hứa với Phạm Thiên khi Phạm Thiên cầu thỉnh, và Đức Thế Tôn ngày cũng quán thí cái chúng sanh, và ngày cũng quán thí căn cơ trình độ của chúng sanh. Thường thường thì chúng ta hiểu điều này khi mình được nghe pháp rồi mình thấy nó dễ, nhưng mà thật sự đó, khi mà chúng ta chưa từng biết được đó, thì cực kỳ là khó quý vị. Tại sao là chúng tôi nói như vậy? Vì chúng ta biết được pháp rồi, chúng ta biết rằng kiếp nào cũng có những vị Bồ Tát chánh đẳng giác trong những cái địa cầu và cái hạnh nguyện của ngài, và ngài có cái hạnh nguyện và ngài tái sanh đó, thì cũng có bà con quyến thuộc, cũng có thân bằng, và ngài cũng có cái hạnh nguyện là tế độ quyến thuộc, tế độ chúng sanh và tế độ bản thân của mình. Với cái hạnh nguyện đó, nên khi mà chúng ta hiểu được những cái hạnh nguyện đó, chúng ta thấy chúng sanh có duyên vì có những cái điều kiện tạo những cái thiện nghiệp chung với Đức Bồ Tát trong những kiếp làm chồng, làm vợ, làm cha, làm con, làm thầy, làm trò. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật ngày kể rất là nhiều kiếp. Ngài kể về nàng Uppalawanna, nhiều kiếp làm nai thì cũng là nai em của nai chú, hoặc là nhiều kiếp làm người làm này kia nọ đó, cũng là những người thân thương, những người mà biết được những cái gì đúng gì sai,
biết được những gì lợi ích, và dù là những kiếp như vậy đó vẫn cho những cho con của mình đó, là những con nai con đi học và dưới nai cậu học những cách để vượt qua được những cái hiểm họa, trở thành những con nai có cái cử chỉ khôn ngoan. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, kể là những kiếp như vậy đó, thì chúng ta thấy được cái sự luân hồi đó, cái sự tương quan luân hồi. Và cái sự tương quan đó, chúng ta thường nghe Đức Phật Ngài kể về ông Bà La Môn đó, liên tục trăm kiếp làm cha của Ngài. Rồi thì nữ Bà La Môn liên tục trăm kiếp hay ngàn kiếp làm mẹ của Ngài. Ngài nói như vậy thì chúng ta thấy rằng á, cái kiếp luân hồi Ngài sanh ra, và Ngài có cha, có mẹ như vậy, có những người thân, và những người thân đó có cái thiện pháp chung với cái thiện pháp hành trì. Cũng như trong lớp học Phật Pháp này chúng ta học vậy đó, có những vị thượng tọa, có những vị hòa thượng, có những vị đó nam nữ cư sĩ mỗi ngày vẫn siêng năng vào trong cái lớp học này để học hỏi, để tạo trữ những cái phước ba la mật để diệt trừ cái tà kiến trong tâm, để hành trì những cái thiện nghiệp mà Đức Phật Ngài đã thuyết giảng trong kinh điển. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng sanh nó có duyên như vậy, và chúng sanh đó, khi mà nghe rồi mình thấu, mình thấy thật sự là cái sự luân hồi quá sợ hãi. Trong nội tâm của mình lúc nào có cái thiện tâm đó, thì mình thấy được cái sự luân hồi là quá thật là rất là sợ hãi. Nhưng mà rồi có những lúc mình bị cái tâm tham nó vẫn còn, nó vẫn có khả năng chi phối mình. Và những cái điều kiện xung quanh, những cái xã hội đanh vay, những cái tình thương cha mẹ, anh em, rồi bà con lối xóm, nó cũng còn ràng rịch với mình. Và mình cũng bị chi phối. Nên nó thật sự ra mình thấy không phải dễ khi mình suy nghĩ vậy. Chính bản thân của mình có tu hành rồi, mình thấy thật sự là nó cũng rất là cực kỳ bao nhiêu cái chướng ngại. Nhưng mà rồi mình thức tỉnh sớm hoặc là trễ, mau lâu thì cũng phải do mình thôi, do cái bản thân của mình để lãnh hội vấn đề này. Nếu mình bị chi phối nhiều đó, bị tham ái nhiều, bị sân hận nhiều, thì mình bị vô minh và tham ái bao phủ mình nhiều. Và mỗi kiếp như vậy đó, thì cái thiện nghiệp, ác nghiệp nó vẫn có khả năng để đổ quả. Thiện nghiệp thì có cái thiện quả để trổ sanh làm người, làm chư thiên. Nhưng mà ác nghiệp cũng có cái khả năng để trổ quả, sanh làm ngạ quỷ, sanh vào địa ngục, sanh làm súc sanh, sanh làm A-tu-la, trong khổ cảnh. Như vậy thì thật sự đó, chúng ta rất là khó để hiểu biết được. Bởi vì thường thường quý vị biết rằng một cái người Phật tử mà thuần thành đó, mà hành trì, khi mình biết hành thiền rồi đó, quả thật là một cái công khó, rất là nhiều thời gian để mình nghe Phật Pháp, để rồi mỗi lúc nghe như vậy mình tĩnh tâm để mình suy tư đó, mình mới lần hồi tỉnh ngộ, mình muốn hành trì. Chứ thật sự quý vị biết rằng Đức Phật thật Ngài cũng nói một số người đi chùa đông như vậy đó, nhưng mà số người mà biết giữ giới nó ít. Và cái trong cái số người biết giữ giới đông như vậy đó, nhưng mà cái số người mà biết hành thì là ít nữa quý vị. Rồi trong cái số hành thiền đông như vậy đó, nhưng mà cái số chứng thiền đó, cực kỳ ít. Thì chính vì điểm mà vượt lên là khó, cũng giống như là những cái hình ảnh ví dụ như leo núi vậy quý vị. Leo núi lên quá thật là gian nan. Quá thật là gian nan, mà phải dùng đủ tứ chi của mình, đủ hết tay chân của mình, dùng hết cái tâm trí của mình để mình từng bước để mình lê cái thân mình lên núi. Nhưng mà mình tuột xuống núi thì rất là dễ. Bởi vì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy cái sự nỗ lực tinh tấn nó phải có, cái chánh niệm phải có, và cái tuệ tri nó phải có, để thấy được cái sự hoài diệt trong kiếp sống này rất là mong manh, đời sống này rất là mong manh như vậy. Và hãy cố gắng để hành trì. Chỉ có khi nào mình cố gắng như vậy đó, thì cái tâm tư của mình đó, nó mới thuần, giống như người Bắc U Lô Châu đó, họ có duyên để hành tứ niệm xứ. Thì chúng ta hiểu là có duyên đó là họ đã từng hành rồi, họ là những người hành đã từng hành rồi, bây giờ họ tiếp tục hành nữa. Cũng giống như một người đã làm việc đó rồi, bây giờ họ làm lại thì rất là mau, và họ đã làm rồi, bây giờ họ làm rất là giỏi, họ làm rồi họ rất là khéo léo.
Chính vì điểm đó nên nhiều khi chúng thấy rằng Đức Phật ngài thuyết bốn niệm xứ cho người người ở Kuru đó là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái chúng sanh khi nào thấy được cái sự bức bách của đau khổ mỗi ngày đó, đói khát bệnh tật rồi thời tiết rồi quả hoạn lũ lụt sóng thần rồi thiên tai chiến tranh loạn lạc, cái sự khổ lụy đó nó đang trước mặt và đang bao vây chúng ta, nó đang chi phối chúng ta từ giờ từ phút từ giây như vậy. Nên thường thường quý vị thấy cũng như là vị hoàng thân trong dòng vua Asoka mà khi tu tập ngày nào cũng có người báo 6 ngày là bị tử hình, 5 ngày bị tử hình, 4 ngày bị tử hình, 3 ngày bị tử hình. Thì thật sự làm vua 7 ngày cũng chẳng có hạnh phúc gì, vì ngày nào cũng nghe cái thời gian tử hình mình hết. Thì cũng như vậy, nếu một người mà tu tập họ quán về khổ đó, họ thấy được cái lòng tham ái mà họ muốn dứt trừ lòng tham ái, và ngày nào họ cũng tỉnh thức, giờ nào họ cũng tỉnh thức á, thì cái sự tham ái nó cũng sẽ giảm lần theo thời gian, và cuối cùng nó sẽ mất dần đi cái mãnh lực hút mình, cuốn hút mình, nó sẽ giảm bớt mãnh lực đó. Và dưới đó, đó là những cái điều mà Đức Phật ngài thấy được và ngài thuyết giảng lên cái chánh pháp này. Và chúng ta cũng là người hữu duyên hữu phước, vì thường thì chúng ta biết rằng một cái thời kỳ một vị chánh đẳng chánh giác và cái thời kỳ chánh pháp tồn tại theo thời gian đó còn tùy theo cái vị chánh đẳng chánh giác đó thuyết giảng, và đệ tử của bậc đại giác đó khéo hành trì và khéo kết tập truyền tụng từ đời này đến đời kia. Chứ còn nếu không á, thì chúng ta cũng thấy có nhiều vị chánh đẳng chánh giác thuyết giảng chánh pháp rồi đệ tử tu tập rồi không có truyền thừa lại, nên cái giáo pháp nó không có tồn tại lâu dài. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng Phạm Thiên Sa Ma Tý cũng có công mà thỉnh Đức Thế Tôn mà thuyết pháp, vì lúc Đức Thế Tôn ngày suy xét, và cũng là cái nhân duyên hạnh ngộ, cũng là cái điều đặc biệt để dành cho Phạm Thiên Sa Ma Tý một cái công việc làm mà cả thế giới, cả tam giới này luôn nhớ đến cái phần công đức, cái phần tâm tư suy tư về cái sự của Đức Thế Tôn, và thỉnh Đức Thế Tôn ngài hãy khai chuyển cái chánh pháp này vì lòng từ mẫn thương chúng sanh, có những người sẽ tu tập được. Chính vì điểm đó, như chúng ta cũng vậy, bây giờ chúng ta thấy rằng mình tu tập được nhưng mà chỉ ở một góc độ nào đó thôi. Chính vì cái lòng bi mẫn của Đức Thế Tôn và sự thỉnh cầu của Phạm Thiên Sa Ma Tý, và chánh pháp được thuyết giảng và khéo thuyết giảng, và chư tăng đã hành trì, đã khéo hành trì gìn giữ cho đến ngày hôm nay mình có duyên để mình đọc lại những cái bài học này. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, phần trình bày về cái bài học hôm nay con đang trình bày như vậy chắc chắn là cũng không hết cái ý nghĩa của bài học sâu sắc này, nhưng mà vì thời gian con cũng xin chấm dứt cái buổi giảng. Mà kính nhân Phật Báo Công Đức đến quý ngài, chia Phật Báo Công Đức đến quý vị, xin nội hướng Phật Báo Công Đức đến chư thiên, và con kính đảnh lễ ngài Hòa Thượng Giảng Đẳng Hòa Thịnh ngài trở lại để điều học phần thảo luận, và con kính đảnh lễ quý Hòa Thượng. Sa thú kính thiền với pháp thoại vừa rồi, kính bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng có nghe được không? Nếu Hòa Thượng Thầy Siêu đang ở trước máy, xin thỉnh Hòa Thượng trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi Hòa Thượng Thầy Siêu có nghe được không? Xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu được kính thỉnh thì Tọa Pháp Tân trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Ô dạ. Dạ thấy Hòa Thượng Từ Siêu đưa tay rồi, xin lỗi Thượng Tọa Pháp Tân. Sau khi Hòa Thượng Từ Siêu trả lời xong câu đầu tiên thì chúng ta sẽ thỉnh, xin sẽ trở lại để thỉnh Thượng Tọa. Bạch Hòa Thượng Từ Siêu, ở đây không phải là một câu thảo luận, mà chỉ muốn được nghe cái tâm cảm của Hòa Thượng khi mà Hòa Thượng nghĩ về một cái trạng thái rất là ngắn nhưng mà lại rất là tế nhị ở trong tâm tư của Đức Thế Tôn. Một mặt á, thì ngài quán chiếu sự thâm sâu của chánh pháp, và một mặt nữa đó thì ngài thấy rằng chúng sanh mà còn
nặng lòng ái dục, nặng lòng tham chấp, thì rất khó để hiểu được hạnh phúc của ly tham tịnh tịnh. Bởi vì vậy tâm ngày hướng về an tịnh, không có thuyết pháp. Thì Bạch Hòa Thượng Tề Xíu, cái tâm trạng đó, cái trạng thái đó đó, nên được cảm nhận như thế nào trong cuộc sống của chúng ta? Và có khi nào mà Hòa Thượng cảm nhận rằng có những chuyện mà nó tế nhị quá, mình hoàn toàn không muốn nói, tại vì mình nói ra thì có người hiểu không? Xin kính thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Tam Bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Thực ra thì ở trong cuộc sống, nói riêng về cuộc sống của chúng tôi thì cũng có những cái trường hợp như vậy. Có đôi lúc đó, thưa quý vị, khi mà chúng tôi soạn cái giáo trình như là cái giáo trình tất yếu là thì đàm, về ví dụ pháp thì chúng tôi không có cái gì nó khó khăn để mà trình bày, nhưng mà có lúc thì chúng tôi cũng có được suy nghĩ, nếu mà giảng trình bày chi tiết á thì e rằng các Phật tử ở trong rung không có lãnh hội được. Do đó nên những bài học mà để chi tiết khó hiểu, chúng tôi phải lên tiếng bảo trước, hoặc có đôi khi muốn dừng lại ở một chương nào đó chứ không có giảng hết. Nó cũng có những cái trường hợp đó thưa quý vị, ở trong cuộc sống chúng ta, chúng ta dựa vào cái tâm trạng đó, thì chúng ta thấy là cái chuyện nhỏ thôi mà mình còn có cái tư tưởng như vậy đó, thì cái chuyện mà là thuyết pháp độ đời, cái chuyện đó chuyện lớn. Do đó Ngài phải có sự cân nhắc. Đức Phật này cũng phải có sự cân nhắc. Cái sự cân nhắc đó và cái sự muốn đình chỉ cái việc hoằng pháp đó, muốn ngưng lại cái việc hoằng pháp, thì nó có hai cái lý do. Một là Ngài thấy cái pháp này thâm sâu, khó hiểu, e rằng chúng sanh không có lãnh hội được. Như vậy thuyết pháp chỉ thêm mệt nhọc phiền lụy thôi. Thứ hai nữa là cũng có một cái cơ hội để cho Phạm Thiên Sambati diện cho chúng sinh để xuống thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp độ đời như là một cái thông lệ của chư Phật. Vị nào cũng vậy, vị chánh đẳng chánh giác nào cũng vậy. Phải có người thỉnh đi thuyết pháp,
Và khi mà các ngài viên tịch thì phải có người hãnh ngài viên tịch, chứ không phải là đang không ngày đi thuyết pháp. Chánh pháp không có được, không có đi quảng cáo. Rồi tự nhiên không cái ngày viên tịch niết bàn, vô cớ mà ngày niết bàn, thì trong trường hợp này nó không hợp với cái vị trí, cái địa vị của một vị đạo sư, một vị thiên nhân sư. Cho nên đến cũng phải có kèn trống, và khi lui cũng phải có kèn trống. Chúng ta nóng đơm na như vậy. Thì ở đây thưa quý vị, và theo như chúng tôi thì cái việc mà Đức Thế Tôn đầu tiên ngài suy nghĩ như thế đó cũng hợp lý với cái điều kiện để cho ở chúng sinh khác thỉnh cầu. Như ngài không suy nghĩ như vậy đó thì không có duyên cớ gì mà chúng sanh khác thỉnh cầu. Phạm Thiên Sampati sẽ không có xuống thỉnh cầu. Và nếu vậy thì Đức Thế Tôn ngài ngoại lệ hay sao? Ngài ngoại lệ nghĩa là không phải là bậc Tathāgata đến cũng như thế. Bởi vì cái này là Achinna Buddha Nama Chinna, tức là cái tục lệ của chư Phật, 30 tục lệ của chư Phật đều phải là như vậy. Còn về cái việc mà chúng ta nói rằng ngài có cái cảm nhận chúng sanh sẽ không hiểu, thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà Đức Thế Tôn ngài dùng tha tương thông, ngài dùng thiên nhãn thông để ngài biết được là cái sự thuyết pháp của ngài có thành tựu hay không thành tựu, có lợi lạc chúng sanh hay không có lợi lạc cho chúng sanh, ắt là ngài phải biết rõ, ngài phải biết rõ. Do đó cho nên chúng tôi mới nói cái điểm chính ở đây, nguyên nhân chính ở đây, khi mà Đức Thế Tôn ngài suy nghĩ và ngài chần chờ như vậy đó, là vì phải có chúng sanh khác thỉnh cầu, phải có duyên cớ để chúng sanh khác thỉnh cầu. Và chúng sanh mà đại diện cho người mà đại diện cho chúng sanh đó, đúng với Đức Phật Gautama thì là Phạm Thiên Sampati. Thì đây là điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Và bây giờ thì xin cung thỉnh Hòa Thượng trở lại, Hòa Thượng Giới Đẳng trở lại với câu hỏi cho Thượng Tọa Pháp Tân. Rồi sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục. Hòa Thượng một câu rồi sau đó thỉnh Hòa Thượng. Ở đây ngược lại dòng đời ra thì Đức Phật ngài rõ ràng là ngài đề cập đến pháp ly tham, tịch tịnh niết bàn. Đối với người Phật tử bình thường đó, ít có khi nào thấy được rằng niết bàn hay tịch tịnh ly tham đó là cái tinh hoa, cái cốt lõi của giáo pháp. Thì chúng ta giải thích thế nào là tại sao khi đề cập đến giảng dạy chánh pháp thì Đức Phật ngài lại có ý nghĩ rằng niết bàn là một điều rất là khó để cho chúng sanh lãnh hội? Và cái nhìn Phật tử bình thường hàng ngày, chúng ta có nên đặt quan trọng về vấn đề niết bàn là thế nào không? Xin kính thỉnh Hòa Thượng quan hỷ trở lại.
Kính cho tôi, kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta đã được giảng dạy kinh sách có ghi chép, cho nên chúng ta bây giờ nói đến Niết Bàn, dầu cho chúng ta chưa có thực chứng, nhưng mà chúng ta cũng hiểu, và tối thiểu người Phật tử ai cũng biết rằng nguyện đắc đạo quả Niết Bàn để chấm dứt sanh tử luân hồi, người đó biết cái gì mà chồng không hiểu hết. Nhưng mà với cái chúng sanh vào cái sơ khai, vào cái buổi sơ khai, khi Đức Thế Tôn vừa giác ngộ Niết Bàn, thì bây giờ chúng sanh đã trải qua thời gian quá lâu, họ ngủ mê trong giấc ngủ vô minh, và họ chỉ biết một là hạnh phúc của dục lực ngũ trần, thì nó đứt nổi cho cái sự khổ đau của nhân loại. Giàu có tài sản, mua cái gì cũng được, sắc đẹp hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, muốn hưởng thụ cái gì thì bỏ tiền ra để có thể là hưởng thụ được. Cho nên họ thấy rằng cái sự đau khổ phải được khỏa lấp bằng cái hạnh phúc của dục lạc của ngũ trần. Hai là có một số người họ nhận thức được rằng tiền tài vật chất hay là sắc đẹp thứ hai mùi thơm bị ngô xúc lạc, đó chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi, hạnh phúc tạm bợ. Hạnh phúc đó nó vẫn là tiền đề của sự đau khổ. Thế là họ nghĩ đến chuyện lưu ly bất thiện pháp, vì họ đi tìm cái hạnh phúc của thiền định, rồi họ đắc chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sắc giới, rồi chứng được không vô vi xứ, thức vô vi xứ, vô sở xứ, phi tưởng vi tưởng xứ, thì vô sắc giới. Và khi mà chứng đạt được các định thiền đó, thì họ thấy được cái sự an lạc của thiền, hạnh phúc của thiền là cái vị ngon thù thắng hơn cái hạnh phúc của ngũ trần, và họ dừng lại ở chỗ đó bởi do vô minh chi phối, cho nên họ không hề biết được chứng dứt tử sinh, chứng dứt luân hồi mới thực sự là hạnh phúc, chứng dứt khổ đau mới thật sự là hạnh phúc. Nhưng mà cái khổ đau ở trên cõi phạm thiên, cõi chư thiên, cái khổ đau đó nó rất là tinh tế, và chúng sinh thì bị vô minh chi phối, họ không có nhận ra cái khổ đau của tam tứ pháp hữu vi. Khổ đau tam tứ là vô thường, khổ và vô ngã, họ không có nhận thức ra. Và khi mà chúng sanh mê lầm như vậy đó, thì họ vẫn thấy rõ ràng là từ bỏ cái lạc nhỏ để đạt tới cái lạc lớn, từ bỏ cái lạc tầm thường
đi đến cái lạc cao thượng. Nhưng mà họ thấy rằng thiền định là cái lạc cao thượng, họ chỉ thấy tới chừng đó thôi, thì họ dễ hiểu vì họ thực chứng được. Nhưng mà bây giờ khi mà Đức Phật là tuyên thuyết về cái sự giác ngộ niết bàn của Ngài đó, cái pháp mà ly tham hay là cái pháp vô nhiễm vừa ra gác nên chỉ thành từ bỏ các sở y đoạn tận ái chấp vô nhiễm tịch tịnh niết bàn, thì phải nói là khó lắm, khó hiểu lắm. Cho nên chính vì cái chỗ đó mà Đức Phật này có nghĩ đến cái chỗ này. Và cũng xin thưa với quý vị rằng là quý vị nghĩ rằng khi mà chúng ta có niềm tin với giáo pháp, với niềm tin với Tam Tạng Kinh Điển là chúng ta có niềm tin tối thượng chăng? Chưa đâu thưa quý vị. Ở trong một bài kinh mà Đức Phật này nói về cái niềm tin tối thượng sẽ được quả tối thượng, trong các loài hai chân bậc chánh đại chánh giác là tối thượng, Đức Phật là tối thượng. Ai có niềm tin với Đức Phật là có niềm tin tối thượng, mà người có niềm tin tối thượng thì người đó sẽ thành tựu được cái quả tối thượng. Trong các pháp vô vi và hữu vi, hữu vi và vô vi, thì các pháp vô vi đó tức là pháp vô nhiễm viraga là tối thượng. Ai có niềm tin với pháp vô nhiễm đi tham thì đó là có niềm tin tối thượng, họ sẽ có được cái quả báo tối thượng. Trong các cái hội chúng, chữ sư khá là hội chúng, trong các cái hội chúng thì hội chúng đệ tử Thinh Văn, hội chúng Thinh Văn của Đức Thế Tôn đó, chúng Thinh Văn đệ tử Đức Thế Tôn là hội chúng tối thượng. Ai có niềm tin nơi chúng Thinh Văn đệ Thế Tôn là có niềm tin tối thượng, họ sẽ được quả tối thượng. Đức Phật đã thuyết cái điều này cho công chúa Sochimukhi. Cho nên ở đây đó, những cái thiện pháp và những lời dạy của Đức Phật được ghi chép trong kinh điển Phật ngôn, cái đó cũng chỉ là pháp hữu vi thôi thưa quý vị. Nhưng mà cái tiếp nối khi mục tiêu cứu cánh của hành trình này, của lời dạy này là nhắm vào cái sự giải thoát, nhắm vào cái pháp vô nhiễm. Chúng tôi xài pháp vô nhiễm, không xài cái pháp ly tham. Mặc dù viraga được dịch là ly tham thường, nhưng mà ở đây đó, chúng tôi cũng xin nói thêm vì chính một đoạn kinh khi mà Đức Phật đã nói vi nhiễm đối với tham, vô nhiễm đối với sân, thì cái chỗ vô nhiễm đó nghĩa ra gác đó, nếu mà chúng ta cũng dịch lời ly tham đó, thì ly tham đối với tham thì nó kỳ quá cũng được đi, nhưng mà ly tham đối với sân nghe nó trái, nghe nó cái văn của nó không có phù hợp. Ly tham đối với si không được, chỗ này phải gọi là vô nhiễm. Vô nhiễm đối với tham, vô nhiễm đối với sân, vô nhiễm đối với si. Mai mốt chúng ta sẽ học từng bộ kinh, chúng ta sẽ gặp cái bài kinh đó nói về cái sự vô nhiễm ly tham. Cho nên ngài Cố Hòa Thượng Giác Chánh, ngài
Ngài có đề nghị là nên Virajati. Virajati ở đây đó là Viraga, từ cái động từ Virajati là vô diễn. Xài như vậy nó hợp lý hơn, để trong mọi trường hợp chúng ta có thể xài được. Chứ còn nếu mà chúng ta dịch là ly tham thì mai mốt chúng ta gặp cái chữ, gặp cái trường hợp mà ly tham đối với sân, ly tham đối với si, thì trong trường hợp này nghe nó kỳ lắm. Đã là ly tham, tại sao đã là tham rồi sao còn sân còn si nữa? Cho nên cái chỗ này chỉ ra gá để chỉ cho niết bàn. Cho nên trong cái đoạn, trong cái đoạn này đó, thì khi mà nói đến, chẳng hạn như chúng ta nói tanh hát hay vô là diệt ái, mà vừa ra khác mà chúng ta nói ly tham nữa, cái diệt ái với ly tham thì nó hơi, nó lại bị trùng, bị trùng nghĩa với nhau. Samsankhara samatho là tỉnh chỉ các hành. Sapopati patinissakho là từ bỏ mọi sinh y, tanh hắc hay vô là đoạn tận ái, virago là vô nhiễm, nirodho là đoạn diệt, nibbanang là tịch tịnh, là niết bàn. Thì thưa quý vị, chúng ta xài cho cái nghĩa đó. Thì do vậy cho nên ở đây đó, nếu mà chúng ta đọc cho kỹ trong cái điển thì chúng ta thấy rằng trong các pháp hữu vi và vô vi thì pháp vô vi là tối thắng, là tối thượng, pháp vô vi là tối thượng. Cho nên khi mà người hiểu rõ và có niềm tin nơi cái pháp vô vi đó thì có, gọi là có niềm tin về pháp tối thượng. Ở đây một đoạn kinh được trình bày trong cái ý nghĩa đó. Thì do vậy trong cái đoạn kinh này chúng ta thấy rõ là có hai vấn đề mà chúng sanh khó có thể hiểu được, khó có thể hiểu được. Tức là Idapachayata và Tichasamapada, tức là cái pháp duyên khởi y tự sinh, cái pháp duyên khởi y tự sinh, tức là thập nhị nhân duyên đấy thưa quý vị, là cái pháp khó hiểu. Rồi niết bàn là một cái pháp khó hiểu thứ hai. Đức Phật là nhắm hai cái chỗ đó thôi, chỉ hai cái chỗ đó thôi, chứ còn nếu mà giảng về bố thí trì giới thì ngài dư sức biết là chúng sanh sẽ hiểu được dễ dàng. Nói bố thí trì giới khổ trời hay là quả báo của niềm tin, quả báo của sự xuất gia bất, thì cái đó thì dễ rồi, cái đó là chúng sanh hiểu được mà. Chúng sanh có thiện pháp thì hiểu được. Nhưng mà đối với duyên khởi y tự sinh và cương cánh niết bàn khó hiểu lắm thưa quý vị. Thì đó là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị ở trong cái câu hỏi thứ hai mà Hòa Thượng Giác Đẳng vừa nêu. Bây giờ xin kính thỉnh Hòa Thượng trở lại Nam Mô Phật Thầy nha. Dạ, sa thú kính trưng Hòa Thượng Đệ Siêu, đệ thỉnh Siêu Huynh đi nghỉ. Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa có ở trước máy mà nghe được không? Nếu được kính thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận số 2. Dạ. Thượng tọa Pháp Tân
ở đây nguyên cả bài kinh liên quan đến cái chuyện thỉnh cầu Đức Thế Tôn chuyển pháp luân. Ở trong kinh điển chữ Hán đó, thì trong Phật giáo Đại Thừa thì thỉnh Phật chuyển pháp luân đó là một ở trong 10 cái đại hạnh của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Và ở các quốc gia Phật giáo Nam Tông thì cái chuyện mà thỉnh người cầu thuyết pháp và thỉnh pháp sư thỉnh cầu thuyết pháp đó, cũng là một việc rất là quan trọng. Thì Thượng Tọa Pháp Thân có thể giải về ý nghĩa của cái việc mà cầu pháp, thỉnh thuyết pháp như thế nào trong cái văn hóa Phật giáo. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Thân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Tỳ Siêu, Hòa Thượng Giác Đăng, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Tự Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đệ Đức Tự Tri, Đệ Đức Tự Đức cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Thì con nghĩ rằng với cái việc mà thỉnh cầu pháp đó, thì đối với các cái nước Phật giáo Nam truyền thì chúng ta rất là chú trọng cũng như là rất là quan trọng cái việc mà cầu pháp nha. Bởi vì thí dụ như mình theo con nghĩ rằng thì cái chùa của Phật giáo Bắc truyền thì khi người ta tổ chức lễ gì đó thì chủ yếu là lễ nghi thôi, những cái nghi thức của lễ chứ ít có những cái buổi thuyết pháp, ít có chứ không phải lòng có. Nhưng mà người ta không có chú trọng tới, không phải là cái buổi lễ nào cũng có cái cũng có thuyết pháp. Riêng Phật giáo Nam Tông thì con thấy phần lớn chắc là ảnh hưởng ở trong cái truyền thống, từ cái việc mà Phạm Thiên thỉnh Phật thuyết pháp độ đời, rồi cho nên là ở trong các cái ngôi chùa Nam Tông, chùa lớn chùa nhỏ gì đi nữa thì tối thiểu cũng có cái chỗ pháp tọa. Thì con nghĩ là pháp tọa là một cái nơi để mà một vị pháp sư diễn giảng giáo pháp của Đức Phật. Và chúng ta cũng có một cái bài kinh để mà để thỉnh pháp sư giảng pháp. Thì con nghĩ rằng cái việc mà chư tăng thuyết pháp, người Phật tử Nam Tông nghe pháp đó, họ rất chú trọng đến cái việc đó. Bởi vì cái vị thuyết pháp thì cũng phải nồi, nó phải nơi, phải lẽ. Đó là pháp tòa, giống như là ngày xưa mà Ngài Hòa Thượng Giác Chánh còn sinh thời đó. Thì Hòa Thượng hay nói cái câu là đệ tử Như Lai đó, ngồi tòa Như Lai, nói pháp Như Lai. Tức là ngồi cái pháp tòa để mà nói pháp của Như Lai. Thì khi mà mình cho đến ngày hôm nay đó, thì bước chân vô các cái ngôi chùa Nam Tông, con nghĩ rằng cái hình ảnh của Đức Phật, tượng Phật là tượng trưng cho Phật Bảo, và cái tủ kinh Tam Tạng là tượng trưng cho Pháp Bảo, và cái Pháp Tòa đó thì tượng trưng cho Tăng Bảo. Thì một vị tăng, một vị pháp sư để diễn giảng giáo pháp của Phật đó, để cho mọi người nghe để hiểu đó, thì con nghĩ rằng đối với Phật giáo Nam Tông rất chú trọng đến cái việc đó. Thường nó là như vậy. Cho nên là dù lễ lớn, lễ nhỏ cũng có cái buổi thuyết pháp, có một cái thời thuyết pháp ngắn hoặc là dài để mà chư vị pháp sư sẽ trình bày giáo pháp của Đức Phật ở trong một cái buổi lễ đó. Thì con nghĩ rằng do cái sự tôn trọng pháp bắt nguồn từ cái văn hóa là mình từ Phạm Thiên thỉnh Phật thuyết pháp,
rồi ở trong một cái ngôi chùa thì mình việc cầu pháp mà, cho nên là lời dạy của Phật rất là quý. Cho nên nghe được cái giáo pháp của Đức Phật, cái người nghe để mà dành trọn vẹn cái tâm trí của mình hướng về cái lời pháp đó, thì cũng rất là khó. Khi mà mình hiếm hướng đến cái việc mà chú trọng đến cái lời dạy ở trong trong kinh điển, mà được một vị giảng sư, một vị pháp sư trình bày cái điều đó, thì mình nghe mình thấm nghiệm được, hiểu được Phật pháp. Cho nên con nghĩ rằng là hầu như đa số những người Phật tử Nam Tông đó, thì họ đều hiểu giáo pháp, nhưng ít nhiều họ cũng hiểu được giáo pháp, bởi vì họ được nghe rất là nhiều cái buổi lễ, được nghe họ đi tới cái lễ, buổi lễ ngày lễ ở đâu đó thì họ cũng được nghe pháp sư trình bày cái thời pháp, rồi lần sau họ đi đâu nữa đó, dự lễ đâu nữa thì họ cũng lại tiếp tục nghe nữa. Và do nghe như vậy đó thì con nghĩ rằng một Phật tử Nam Tông đa số là hiểu về giáo pháp, được nghe nó thấm nhuần nó nhiều hơn so với Phật giáo Bắc Tông. Phật giáo Bắc Tông thì cũng có những người họ cũng thích nghe pháp đó, nhưng mà phần lớn là họ hướng đến cái niềm tin nó rất nhiều lắm. Trong cái sự lễ lại, rồi ở trong cái cúng kiến, rồi tụng kinh, thì cái điều đó con nghĩ là do cái ảnh hưởng của Phật giáo Bắc truyền. Cho nên là nhiều khi họ có những cái buổi lễ họ tụng toàn một bộ kinh, một bộ kinh, thí dụ như lễ cầu siêu, họ tụng Địa Tạng, hay là họ tụng cái gì đó, kinh gì đó, vân vân, một bộ kinh như vậy họ cứ đem ra họ tụng thường ngày, thì họ tụng Pháp Hoa, tụng Lăng Nghiêm vân vân. Thì theo con nghĩ rằng Phật giáo Nam Tông thì do chú trọng đến cái việc mà nghe pháp, cho nên là mình thường có một cái bài kinh để thỉnh vị giảng sư thuyết pháp. Sau khi thuyết pháp thì mình sẽ là hồi hướng, rồi lại là cúng dường pháp bảo, cúng dường pháp bảo. Nhưng mà Phật giáo Bắc Tông thì họ không quen cái đó, họ không quen cái đó. Cho nên là cứ họ cũng có khi thì họ cũng thỉnh lên, rồi họ cũng lộng kiệu, rồi khai lễ để mà chuyên chiên trống, rồi họ làm cũng cũng nghi thức, cũng quy mô lắm. Rồi lên tụng thì lên giảng xong rồi họ vui cái họ vỗ tay, họ kết thúc thì họ vỗ tay. Còn đối với Phật giáo Nam Tông thì chúng ta thường có một cái lời nói giống như là lời sa thú, để nói lên cái sự quan nghĩ của mình trong cái việc mà mình nghe pháp vừa xong. Thì con nghĩ rằng ở đây nó cũng tùy thuộc vào cái văn hóa, nhưng mà đặc biệt đối với Phật giáo Nam Tông thì chú trọng đến cái việc giảng pháp. Con nghĩ rằng bắt nguồn từ ở cái việc mà cái chuyện tích, cái việc mà chúng ta nghe Phạm Thiên Sam Bá Thí thỉnh Phật, và cái việc mà chúng ta chú trọng đến cái giáo pháp cũng rất là quan trọng. Kính lễ pháp, rồi nghe kinh, rồi nghe giảng, rồi đọc kinh, rồi trân trọng trong cái việc mà học pháp, thì cái điều đó rất là quan trọng. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ cái suy nghĩ của con qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng Giác Đẳng vừa nêu. Con xin dứt lời ở đây, kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Sa thủ kính trình Thượng Tọa Pháp Tịnh. Xin được hỏi Thượng Tọa Tư Quyền có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tư Quyền đã ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Dạ, Thượng Tọa Tư Quyền, chúng ta thấy một điều rằng nhận lời cầu thỉnh thuyết pháp của Đức Phật đó là khởi sự cho một cái quãng đời hoàng đạo của Đức Tu, và khởi sự cho cái việc tuyên thuyết chánh pháp ở trong thế gian này. Nhưng mà cái duyên sự này đó, có nhiều Phật tử nghĩ rằng nó chỉ là một ở trong vô số câu chuyện thôi, nó không có mang một ý nghĩa gì đặc biệt. Thì Thượng Tọa Tự Quyền, trong cái nhìn của một vị tăng sĩ đó, thì Thượng Tọa cảm nhận như thế nào
về việc mà Đức Thế Tôn tuyên bố rằng cánh cửa bất tử đã rộng mở cho những ai có tai muốn nghe, thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Thượng Quyền chia sẻ một vài cảm nhận của Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sanh Khai, dạ, dạ, con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và Chúng Tăng. Cũng kính lễ đến Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tự Tri, Đức Thế Đức. Và cùng chư Tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, quả thật thì Phạm Thiên từ vũ trụ xa xuống đời ngưỡng thỉnh Phật Đà độ nhân. Đây là một cái duyên sự mà chúng ta thấy không chỉ đơn giản là Đức Phật Ngài thuyết pháp độ đời. Nó là một cái chuyện đó là bình thường được. Và đó cũng điều rất là quan trọng. Và một cái điều quan trọng hơn nữa đó, ở trong cuộc đời này cái gì cũng vậy. Nếu như Đức Phật Ngài không làm vậy, nếu như cái tình huống không xảy ra, tức là không có được cái duyên sự mà Sambhati Phạm Thiên đến thỉnh cầu, thì sau này trên con đường làm đạo của Phật á, thì ác ma thế nào cũng xuống nói rằng ở cõi đời này không có muốn, không có cần. Có một số muốn, có một số không muốn, thì một số không muốn Phật Samuel Gautama xuất hiện mà nói chuyện như vậy, mà giảng thuyết như vậy. Thì nếu như không có Sambhati Phạm Thiên đại diện cho, chúng ta gọi chim như là vua ở tam giới này, cõi tam giới này, mà để thỉnh Phật như vậy, thì chắc chắn rằng ác ma sẽ nói như thế. Đây là một chuyện. Và cái việc thứ hai nữa là cái gì cũng vậy, phải có một cái nhân, phải có cái mời, cái báo cho người ta. Mà cái đó cũng là một cái tính phổ cập, một cái tính mà nó rất là nhân văn, và nó tính rất là đẹp. Tức là sao? Khi anh mời, khi anh mời thì anh phải có sự chuẩn bị. Khi mà anh muốn thì anh mới có sự sẵn sàng. Chứ còn nếu như mà đặt tình huống mà người ta bị làm, hay người ta làm một cái thế buộc á, không có tự mong á, tự muốn á, thì cái hiệu sức nó cũng kém, cũng kém. Và cái kết quả nó cũng rất là tệ. Cho nên quả thật thì để nâng cao một cái giá trị, để làm tốt, để cho người nghe, người thính pháp, cũng như là cái người cầu pháp cảm thấy rất là quan trọng. Và chúng ta cũng nhớ là cái tích truyện mà Bồ Tát mà lúc mà còn cái lúc mà tiền thân mà làm vua đó, vào cái thời mạt pháp á, không nghe được cái câu chân ngôn thôi, thì thèm được nghe một câu chân ngôn, chứ đừng nói chi là một câu, cái câu chánh pháp, một cái câu mà nghe mà được đưa đến cái sự chấm dứt sanh tử, chấm dứt đau khổ, hay là nghe để mà ly ác, mà làm cái việc lành. Thì đang đi trên một cái đường du hành của mình, đứng trên một cái núi cao, thì Bồ Tát suy nghĩ như vậy, nhìn trên cái đất nước của mình cai trị, thì lúc Bồ Tát khởi lên để nghĩ, quả thật ta đã làm vua được rồi, nhưng giờ ta vẫn chưa có được nghe những cái câu chân ngôn. Thì lúc Đức Trời đã thích biết được ý của Bồ Tát, và cũng muốn thử tâm của Bồ Tát coi như thế nào. Thì bây giờ thì tâm của Bồ Tát mới nghĩ, nếu bây giờ ai nói cho ta nghe được cái câu chân ngôn thì sẵn sàng ta đổi ngay cả cái nghe được chính mình, nếu như đó là lời chân ngôn. Thì Đức Trời đã thích hiểu được cái tâm ý của Bồ Tát xuống ngay, tức là hiện tại ra nó được, nếu bây giờ ta nói một câu chân ngôn cho ngươi nghe, thì bây giờ ta không có cần lấy cái ngai vị của ngươi, mà giờ ta cần ngươi quyên sinh, ngươi nhảy xuống cái núi này chết đi. Được, nếu như nói được câu chân ngôn ta sẵn sàng. Thì lúc đó thì Đức Trời Đức Thích mới lên một câu, tức là Hiratapasambanna Sukatamasamahita Santo Sapurisa Loke Devatamatuchare, tức là có hai pháp khó tìm từ cuộc đời này, tức là hai pháp đó, tức là pháp mà ghê khổ thẹn và ghê sợ cái tội lỗi, đó là hai pháp khó tìm trên cuộc đời này. Thì với cái trí tuệ của Đức Vua lúc đó là Bồ Tát, biết đây là câu chân ngôn thì sẵn sàng. Sau đó Đức Vua là Bồ Tát cái sa thú và gieo cái mình xuống
để nói những cái lời của vua trời Đề Thích. Thì lúc đấy vua trời Đề Thích đưa tay nâng Bồ Tát lên trở lại, và sau đó đảnh lễ và quay về cái thiên giới của mình. Cho nên có một câu nói rằng là người xưa bị pháp quên thân, ngai vàng bỏ lại chỉ cần một câu gương ngàn xưa đến ngàn sau, chuyện xưa còn có đó kính cầu hôm nay. Nó là như thế. Thì ở đây tất cả chúng ta thấy là cái việc mà ngày hôm nay nhiều khi mà thỉnh pháp sư cũng mang tính tức là dựa trên cái tiền thân mà vua Sa-ma-ti Phạm Thiên đã xuống thỉnh Phật, giống như trong chánh pháp Đức Phật nói cửa bất tử đã mở cho những ai mắt có thể thấy sắc, ai có thể nghe tiếng được, để cái nhìn được cái pháp nhãn của chính Ngài, để nghe được cái pháp âm của Ngài, hiểu được pháp âm của Ngài và thực hành pháp âm của Ngài. Đó là một điều hết sức là tốt đẹp, chứ không phải là một điều đơn giản. Đó không phải chỉ một điều mà chúng ta nghĩ rằng là chỉ là thỉnh mời đơn giản đâu, mà nó là một duyên khởi. Và đó cũng thể hiện một cái tâm, một cái lòng để kính pháp, để cầu pháp. Thì người ta kính cầu pháp á, mà ở dầu cho bên Nam Truyền hay Bắc Truyền gì cũng vậy, mà đặc biệt tức là bên Nam Truyền, bên Bắc Truyền cũng vậy. Khi mà thỉnh sư giảng hay là thỉnh đến mà giảng thì họ cũng có một cái thỉnh đó là như được, nó cũng tức là có cái sự cung kính, chứ phải là không. Chúng ta phải nhớ như vậy. Nhưng mà riêng về bên Nam Tông mình, nhưng điều mà họ không có dẫn chứng theo cái tinh thần kinh điển như mình, thì thay vì họ nghĩ đến cái Phổ Hiền, là cho mình Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát, thì người ta đọc tụng như vậy. Thì Bà Thư Kính Bạch Hòa Thượng thì có nghĩ rằng là chúng ta để được nghe được chánh pháp, để được hiểu được chánh pháp ngày hôm nay, nó với nhiều phương tiện, với nhiều điều kiện, đôi khi chúng ta không biết quý. Chứ sự thật đã đến một lúc nào đó, cái pháp âm nó không còn là một cái duyên để người ta, nó không còn đủ một cái duyên để chúng sinh, không còn đủ duyên phước để tu nữa đó. Lúc tới cái thời mạt pháp thì quả thật không còn những cái người tu, không còn những cái người hành thiện, mà toàn những người hành ác. Thì lúc đó chúng ta sẽ không được thấy được những lời nói, những câu chân ngôn. Và đây là điều mà hết sức là tệ hại trong cuộc đời này. Chúng ta nhớ có những kiếp trái đất ấy, không có Đức Phật ra đời ha. Kiếp trái đất này có Đức Phật toàn giác xuất hiện, chứ có những kiếp trái đất không có. Thì chúng ta biết đó là muôn kiếp, chứ không phải là một chuyện bình thường đơn giản. Và có Đức Phật ra đời nhưng chúng ta không được nghe chánh pháp, chúng ta không có đủ duyên, và chúng ta không có cái duyên lành, chúng ta không thể khai mở được cái pháp nhãn, hay ngay cả chúng ta không có cái niềm tin đó. Cái đó là do cái duyên, do cái duyên, cái nghiệp của mình, mà chủng tử mình đã tạo như thế nào thì đó, mình sẽ chịu như thế đó. Và cũng vậy, sự nghe chánh pháp này thì trước lại thì sao quen, lần lần thì chúng ta cũng thấm được mà. Thì đó cũng chính là một cái phước duyên của tất cả, nếu như chúng ta biết mà chúng ta trân quý nó. Và cũng đây chính là vài lời con thảo luận như vậy. Và kính mong nếu có gì cần bổ túc thì kính cũng thỉnh Hòa Thượng Nam Mô của Thầy á. Sa thủ kính trường thì tôi tự quyền với câu thảo luận vừa rồi. Bạch Thế Tôn Đức và thưa quý Phật tử, nhân sự chia sẻ của nhị vị thượng tọa vừa rồi, chúng tôi xin được nói một điều rằng chúng tôi sẽ có một cái thay đổi ở trong lớp học Phật pháp Buddha Dhamma vào đầu giờ đó. Thì chúng ta sẽ có một bài thỉnh pháp sư, và để chúng tôi thử tìm được có ai phát tâm để đọc bài này mỗi ngày, bởi vì đó cũng là một cái phước hạnh rất là tốt, và đặc biệt cũng nói được cái sự tôn kính của chúng ta đối với pháp bảo. Nhưng mà quý vị để chúng tôi tìm thử xem có ai có thể giúp cho phần này, phụ trách phần này, giống như trường hợp Thọ Bát Quan Trai Giới của cô Huệ Ngọc Lâm Giới Tử vậy. Bây giờ thì ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử là trong những gì mà Đức Phật Ngài quán sát và Phạm Thiên Bác Sa Bát Tí đã đến trình bạch đó, thì nó liên quan đến hai cái điểm trong giáo lý tứ đế, đó là
tập đế và diệt. Tập đế tức là nguyên nhân của sự đau khổ, và Đức Phật dạy rằng đó là cái ái chấp hay là cái bản chất tham luyến bám víu vào những gì mà thật sự không nên bám víu. Nhưng mà những gì mà gọi là thật sự tinh lương, thật sự lợi lạc, thật sự an tịnh, đó là tịch tịnh niết bàn, thì chúng ta lại không có tha thiết. Nó tương tự như là ở trong cuộc đời này, đối với một người mà có trình độ thấp đó, họ luôn luôn gặp phải vấn đề là không phân biệt được đâu là người bạn tốt và đâu là người thù nghịch. Có những người họ rất là ngọt ngào, có những người họ cho chúng ta những điều rất là thoải mái, nhưng mà chính họ là những người gây cho chúng ta nhiều cái phiền phức. Nhưng ngược lại có những người mà chúng ta mới gặp, chúng ta không thấy rằng họ có cái gì đã làm cho chúng ta thoải mái dễ chịu, nhưng mà chính họ là những người bạn rất tốt, chỉ cho chúng ta những điều mà chúng ta nên tránh và những điều mà chúng ta nên làm. Và cái người không có trí thì không có phân biệt được bạn với thù, nhưng người có trí được thì phân biệt được đâu là người mang lại cho mình sự tai hại và đâu là người mang lại chúng ta thực sự hạnh phúc. Thì quý vị, ở trong bài kinh này tuy không nói về tứ đế, nhưng mà hai pháp là tập đế và diệt đế được nêu ra. Tập đế là nguyên nhân của đau khổ, ở đây là sự tham chấp bám víu. Thí dụ như là mình lấy ba thí dụ là một người đang nghiện ngập cần sa ma túy hay nghiện ngập đánh bài chẳng hạn, và nếu có một người khác nói với họ rằng bỏ nghiện ngập đi, cái nghiện ngập đó chỉ mang lại cho mình sự bất hạnh, cái sự suy vong, sự suy bại trong đời sống, thì người đó thật sự họ khó tin lắm. Và họ khó tin tại họ đang sống trong sự nghiện ngập, ở trong sự dính mắc, và họ luôn luôn xem sự nghiện ngập đó là một cái sở y, là một cái điểm tựa, là một cái lẽ sống tinh thần. Trong lúc đó thì họ không nhận ra rằng cái sự đam mê cần sa ma túy hay đam mê bài bạc đó là nguyên nhân dẫn đến cái đời sống bị khánh tận tàn lụng. Nhưng mà rồi thưa quý vị, cũng có những người khác, thí dụ như đơn giản là còn trẻ thì ham chơi với bạn bè chẳng hạn, thích ra đời sớm, đi làm sớm, thích bỏ học. Thì cha mẹ nhắc rằng ráng học, đừng có đua đòi chạy theo cái này chạy theo cái kia, hoặc giả là đừng có chơi với bạn xấu. Thì lúc đó con gái thì không có tin đâu, và con gái vẫn thấy rằng cái việc mà đua đòi, cái việc chơi với bạn xấu đó là việc tốt. Và thật ra cha mẹ không có dễ gì để thuyết phục con thấy rằng nên đặt lại cái nhìn. Thì cũng tương tự chứ vị, ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng, Đức Phật Ngài nhìn thấy rằng chúng sinh trong cuộc đời thì ưa thích và hoan hỷ trong cái sự dính mắc. Dính mắc vương mang là hệ lụy, nhưng mà chúng sanh thấy rằng sự dính mắc vương mang nó là cái gì gọi là được, cái gì là đặng, cái gì là cái gì nên có, là rất khó thuyết phục. Và ở trong bài kinh này có cái chữ gọi là đúng là cái nhìn đi ngược dòng đời. Đi ngược dòng đời ở đây được hiểu rằng cái thế gian có cái xu thế khác và trong Phật pháp có xu thế khác. Ví dụ như cái xu thế của thế gian là chiếm hữu, xu thế thế gian là cái gánh nặng của những người, cái sự ái luyến đó nó là một cái gì mang lại cho họ hạnh phúc, sự ái luyến đó là cái gì đó mà mang lại cho họ sự ngọt ngào cuộc sống, nhưng mà họ không thấy rằng những điều đó nó chẳng những gây phiền cho họ và gây phiền cho cả cuộc sống này, không biết bao nhiêu là những cái rắc rối, bao nhiêu là cái phiền phức chính do sự ái chấp mang lại. Nhưng mà chúng ta đâu bây giờ thấy nó là con rắn, chúng ta đâu bây giờ thấy nó là thuốc độc, chứ là phiền phức. Và chính vì điểm này Đức Phật Ngài đã nói rằng thật sự rất là khó nói
để chúng sinh hiểu được cái hạnh phúc của tịnh tịnh, của ly tham, của niết bàn khó lắm. Đời sống của chúng ta luôn luôn nghĩ rằng điều hạnh phúc lớn nhất là mình phải có cái gì đó để mà bám, có cái gì đó để mà cột vào, có cái gì đó để mà đeo mang thì mình mới là hạnh phúc. Bây giờ mình không có thì lấy gì mà hạnh phúc? Nhưng mà Đức Phật dạy rằng chính cái sự đeo mang, chính sự vướng pháp nó là khổ, thật khổ, rất khổ, mà chúng ta không thấy, không biết. Và vì vậy khi mà Đức Phật nghiệm về điểm này đó, thì Ngài tự nhiên khởi sanh ý nghĩ rằng quả thật khó nói với chúng sanh lắm, và quả thật khó. Và khi Phạm Thiên Ba Sam Bá Tý đến gặp Đức Phật để thỉnh cầu Đức Thế Tôn chứng pháp độ đời, thì Phạm Thiên chỉ bạch với Đức Phật một điều rằng rất là tội nghiệp, rất là tội nghiệp cho những người mà có trình độ cao, mắt ít nhiễm bụi trần, mà thay vì nếu họ được nghe pháp thì họ sẽ đạt đến chứng ngộ giải thoát, nhưng mà nếu họ không được nghe pháp thì mặc dù bây giờ là họ ít nhiễm bụi trần nhưng mà họ sẽ bị sa đọa. Mặc dù bây giờ thì họ đời sống rất là cao quý nhưng mà họ đời sống sẽ đi xuống. Thì thật ra thưa quý vị, trong cái lời nói của Phạm Thiên Sa Bát Tý đó, có hai cái điểm mà Phạm Thiên muốn nói đến. Một á, là Phạm Thiên bạch muốn bạch với Đức Phật rằng có những chúng sanh ít bụi trần trong mắt mà có thể hiểu đạo được. Và điểm thứ hai là nó sẽ là một điều rất là nguy hại nếu những chúng sanh mà gọi là tốt mà không được nghe pháp thì sẽ đi xuống. Về điểm này chúng ta phải lưu ý điều như vậy là chúng ta sanh ra tốt chưa đủ, chúng ta sanh ra hiền chưa đủ, chúng ta sanh ra có cái đời sống lương thiện chưa đủ, mà còn phải có cái kiến thức về Phật pháp. Không có kiến thức về Phật pháp thì cái hiền hòa, không có kiến thức về Phật pháp đó, thì một cái đời sống lương hảo, không có được kiến thức về Phật pháp đó, thì một cái tâm hồn chân chất đó, cũng có thể bị sa đà, cũng có thể bị thối đọa. Đó là cái lời của Phạm Thiên Sa Bát Tý. Và trong bài này thì Đức Thế Tôn Ngài đã quan sát thế gian này. Ngài quan sát trên phương diện tích cực nhất là Ngài thấy chúng sinh có nhiều cái căn tính. So sánh đó là giống như sen, có những thứ còn cái mầm ở trong bùn, có những thứ đã lớn lên trong nước, có những thứ đã vươn khỏi mặt hồ để nở ra, hứng trọn cả nắng ban mai. Thì quả thật là một thông điệp của hy vọng. Chúng tôi nói thông điệp hy vọng rằng ở trong đời này chúng sanh có nhiều người tốt, và ở trong nhiều cái giai kỳ, ở trong nhiều cái căn tính khác nhau, và một số có thể lãnh hội được giáo pháp, một số không nhất thiết là chỉ bám theo ái chấp, chỉ bám theo cái sự cư mang, mà có một số đã thấy rằng sự ly tham tịnh niết quả thật là đáng tha thiết, đáng mong mỏi. Và vì vậy Đức Thế Tôn đã tuyên bố một câu, và câu kinh này rất là đẹp. Câu kinh này chúng ta cần nghiệm cho kỹ. Cánh cửa bất tử đã rộng mở cho những ai có tai muốn nghe. Và quý vị phải hiểu câu này là một câu nói rất đẹp và rất là quan trọng trong giáo pháp. Cánh cửa bất tử đã rộng mở, tức là cánh cửa vô sanh bất tử là cánh cửa giác ngộ giải thoát, cho những ai có tai muốn nghe, tức là cho những người có trí tuệ. Cái tai ở đây chúng ta phải hiểu là trí tuệ. Muốn nghe ở đây tức là muốn học hiểu, muốn tu. Ở trong đời này, thưa quý vị, những người có trí tuệ, có kiến thức mà không chịu tu, không chịu học, không muốn nghe thì đành chịu thôi. Chúng ta không bao giờ có thể đem cái đạo giải thoát mà nhát vào tai của người khác, hay là bắt buộc người khác phải lãnh hội được hết, không có. Và cánh cửa bất tử đã rộng mở cho những ai có tai muốn nghe. Cái thái độ cầu tu, cầu học, muốn lắng nghe, muốn học hỏi là thái độ rất là cần. Cái ý mà muốn học hỏi, người ta nói rằng người mà chữa bệnh rất là
nếu người chữa bệnh mà không nhận là mình có căn bệnh và không muốn chữa bệnh thì thật sự thầy thuốc cũng bó tay thôi. Quý vị thấy có bao giờ là một người bệnh mà nói tôi không có bệnh, tôi đâu có bệnh gì đâu, bệnh tôi bình thường, tôi muốn không chữa bệnh, một tay cột chân của họ đổ thuốc vào miệng. Chúng ta không làm như vậy được. Tại vì trong đời cái tâm cầu tu, cầu học, cầu giải thoát, một người sống trong đời bởi vì cái lời thỉnh cầu cũng nói một cái tâm nguyện là cái sự tha thiết, bởi vì ngài lập lời của Đức Phật dạy, tự nhiên cho một chúng một cái vị tỳ kheo, nhất là vị kheo tân học tỳ kheo, là vị tỳ kheo mới tu, là tha thiết để học pháp, dạ, tha thiết để lắng nghe, tha thiết để ghi nhớ, tha thiết để suy nghiệm, tha thiết để hành trì. Cái sự tha thiết quan trọng, cái sự tha thiết của một người biết cầu tu cầu học đó, tức là cái tâm thuận hợp với cái ý nghĩa mà Đức Phật dạy rằng là người có tai mà được biết lắng nghe, và có tai biết lắng nghe, cánh cửa bất tử đã rộng. Mở nghe đạo giải thoát đã mở rồi, tất cả chúng sanh vào được, tất cả chúng sanh đâu có vào được, chỉ có người nào có tai muốn lắng nghe mà thôi. Ở đó có một cái điều rất là tế nhị mà tất cả chúng ta cần hiểu và hiểu thật rõ, hiểu và hiểu một cách xác thực. Thì thưa quý vị, đó là vài điều chia sẻ với quý Phật tử sau lời tiếp theo lời của Chư Tăng hôm nay. Ngày bắt đầu ngày mai này, chúng tôi sẽ cố gắng để tìm coi có Phật tử nào phát tâm để đọc lời thỉnh Pháp Sư. Bài câu thỉnh Pháp Sư này chỉ có dài khoảng chừng 15 câu thôi, 15 câu lục bát thôi. Nếu quý Phật tử phát tâm đọc thì chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị. Mong rằng qua bài kinh ngày hôm nay, chúng ta ý thức được cái giá trị cao cả của chánh pháp được tuyên lưu trong thế gian này. Chúng ta khởi tâm để tha thiết để cầu pháp, chúng ta có cái tâm cảm kích rằng Đức Thế Tôn ngài đã khởi sự con đường hóa bằng lời tuyên bố cánh cửa bất tử đã rộng mở cho những ai có tai muốn lắng nghe, và mong rằng hạt giống Bồ Đề được gieo vào trong tâm tư của mỗi chúng ta, đời nào gặp được chánh pháp thì chúng ta cũng mở rộng tâm tư với cái tâm tha thiết cầu pháp cầu tu, và tất cả chúng ta cuối cùng sẽ thành tựu những gì mà Đức Phật và các bậc thánh đã đi. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Quốc Tế Tam Ma. Kính truyền chư tôn đức đã vào Rung để thuyết giảng đến lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Chúng ta sẽ, thưa vì ngày mai này thay vì lớp thắng pháp phổ thông thì chúng ta sẽ có lớp dạy Pali Pháp Cú Hòa Thượng Thầy Siêu, và lớp thắng pháp phổ thông sẽ dời đến ngày thứ sáu, và ngày chủ nhật thì chúng ta lại có môn Phật học để trở lại với lớp thắng pháp toán yếu của Hòa Thượng Thầy Siêu. Chỉ có hai tuần lễ thôi, Hòa Thượng Thầy Siêu và chúng tôi sẽ quán chuyển ngày giảng, bởi vì Hòa Thượng Thầy Siêu bận một chút thật sự. Thật ra quý vị nhớ rằng ngày thứ năm và chủ nhật thường là ngày giảng của Hòa Thượng Thầy Siêu, thì bây giờ trong hai tuần này là ngày giảng của chúng tôi, và ngược lại là ngày giảng của chúng tôi sẽ trở thành ngày giảng của Hòa Thượng Thầy Siêu vào ngày thứ hai và thứ năm. Kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giác. Sa thứ lành thầy, chúng con kính tri ân mà thượng giác đẳng đã đúc kết cho chương trình ngày hôm nay. Xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh quá tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớt để em trợ cho các vận hành trong lớp học được toàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đại hữu luôn là các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát.
kim chi phu sa la ka ma ka pa pa gi ri ya ma ma ka ye na va cha ma na sa di da se su ka tang ka tang ye sa ta sa ni no a ti ye ya sa ta sa ni no ka tang bu nya pa ma ma ya sa pe pa ki pa wan tu te ye tang ka tang su ri tang ge nang bu nya pa ma ma ya ye cha ta thana cha nan ti de va gan to a di ve ca yum sa pe lo kam ti ye sa ta chi van ta ha ra ne tu ka ma nu nya po cha na sa pe la phan tu ma ma chi ta pa ti con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường thiền nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di Thank you.